Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 61. Sở Hinh, Dịch Bằng nhìn thấy người tới, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, mắng thầm, thiếu chủ ngay trước nhiều người như vậy nghiền ép kiêu ngạo của nàng, nàng không mang thù mới là lạ chứ. Mấy hơi thở, Sở Hinh liền đi tới gần Tiêu Phàm, trầm giọng nói, các ngươi đến nơi này làm cái gì, nơi này là địa bàn thần dược các. Thần dược các mở cửa làm ăn, chúng ta chẳng lẽ không thể tới sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn cảm thấy nữ nhân này không tồi, nhưng về sau không nghĩ tới nàng vậy mà ngang nhiên cùng Sở Vân Phi liếc mắt đưa tình, Tiêu Phàm đối với hình ảnh nàng liền giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa, Sở Hinh có vẻ như hết sức tự phụ và độc ác, tự phụ thì Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm, dù sao Sở Hinh có thiên phú quả thật không tệ, tự phụ cũng là rất bình thường. Bất quá Tiêu Phàm lại không thích nữ nhân độc ác, bản thân chỉ bất quá dò xét nàng vài lần, liền muốn đảo hai mắt hắn. Tiêu Phàm là hảo nam không cùng nữ đấu, bằng không mà nói đã sớm cho nàng chút giáo huấn. Thần các mở cửa làm ăn nhưng nơi này chỉ có người thần dược các mới có thể đến. Âm thanh Sở Hinh lạnh lùng nói. Đi nhầm không được sao? Tiêu Phàm biết rõ hôm nay Sở Hinh không muốn cho hắn đi. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nếu như không phải nơi này là thần dược các, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Đi nhầm, tiến vào nơi này chỉ ít có 8 thủ hộ. Người nói người đi nhầm ư? Sở Hinh cười lạnh nói. Thần sắc Tiêu Phàm có chút xấu hổ, bọn hắn có thể đi đến nơi này là bởi vì chuẩn bị không ít hồn thạch, bằng không thực có chút độ khó. Sở Lệ, người tới rồi. Sở Hinh đột nhiên ngoi đầu lên, chuyển hướng hắc bào thanh niên Sở Lệ nơi xa. Sở Hinh sư tỷ, tìm ta có chuyện gì? Sở Lệ nguyên bản còn muốn vụng trộm chạy đi, không nghĩ tới lại bị Sở Hinh phát hiện, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn hắn đến nơi này là tìm ngươi à, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, bằng không mà nói ngươi sẽ biết hậu quả. Sở Hinh một cỗ khí thế cường đại nhào về phía Sở Lệ. Sở Hinh là đệ tử đích truyền của Tam trưởng lão, mà Sở Lệ hắn vẻn vẹn chỉ là một đệ tử ký danh trưởng lão khác, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, nào dám trước mặt Sở Hinh nói láo. Hồi bẩm Sở Hinh sư tỷ, bọn họ là tìm một dược nô gọi là Sở Linh Nhi. Mong Sở Hinh sư tỷ đừng nói cho trưởng lão. Sở Lệ ngữ khí có chút phát run, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Việc này nếu như bị thần dược các trưởng lão biết rõ, ngày tốt lành của Sở Lệ hắn đoán chừng cũng hết. Phải biết, nếu để cho người bên ngoài tiến đến nơi này, một khi chui vào bên trong ăn cắp linh dược, chịu tội không phải nhỏ. Sở Linh Nhi, Sở Hinh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng lãnh quang. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lại cố ý hỏi, Sở Linh Nhi nào? Hồi bẩm Sở Hinh sư tỷ, là Vân Lai Phong Sở Linh Nhi. Sở Lệ trong lòng buồn bực, trong những dược nô này chẳng lẽ có rất nhiều Sở Linh Nhi sao? Sở Lệ không biết ý tứ Sở Hinh, vẫn hết sức phối hợp nói ra. Thôi, cái này không liên quan tới ngươi, 8 thủ hộ bọn hắn phía trước đều thông qua, nói rõ bọn hắn cũng có chút biện pháp, ngươi xem tự xử lý. Sở Hinh đột nhiên thở dài, khoát khoát tay hết sức đại độ nói ra. Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng hai người kinh ngạc vô cùng, Sở Hinh vừa nãy đều một bộ hung thần ác sát, làm sao đột nhiên liền đáp ứng chứ? Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng cái đạo lý này, thầm nghĩ trong lòng, nghe được ba chữ Sở Linh Nhi, thái độ Sở Hinh đột nhiên phát sinh chuyển biến 180 độ, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là nàng cùng Sở Linh Nhi quan hệ rất tốt. Tốt như tỉ muội cho nên mới để cho ta đi gặp Sở Linh Nhi. Loại thứ hai chính là nàng muốn hãm hại ta, một khi tiến vào bên trong vườn linh dược, nàng muốn ứng phó ta liền rất đơn giản. Thiếu chủ, ta cảm giác Sở Hinh không có hảo ý. Dịch Bằng cũng truyền âm nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Ở chỗ này nếu bị cao tầng thần dược các phát hiện cùng bị người phát hiện ở bên trong vườn linh dược, tính nghiêm trọng hoàn toàn không giống. Ta biết. Bất quá vô luận như thế nào ta đều phải đi vào một chuyến. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần kiên quyết. Hắn muốn chia binh hai đường cứu phụ mẫu, ra ra hắn cùng Sở Linh Nhi là không có khả năng, chờ vạn thánh dược điển kết thúc, Tiêu Phàm liền định mạnh mẽ xông tới Sở gia cứu phụ mẫu cùng ra ra, hắn không muốn để cho Sở Linh Nhi lâm vào nguy hiểm. Dịch Bằng còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, hắn biết bản thân không có khả năng cải biến quyết định Tiêu Phàm. Buồn bực nhất phải kể tới Sở Lệ,
hắn đến hiện tại cũng không minh bạch ý tứ Sở Hinh, lúc này Sở Hinh lại mở miệng nói, ta nói Sở Lệ, người ta chỉ bất quá là tìm dược nô mà thôi, liền mang người ta đi xem một chút đi, coi như ta không xuất hiện là được. Sở Hinh nói xong câu đó hướng về phía Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng, liền quay người rời đi. Nhìn thấy bộ dáng Sở Hinh, Tiêu Phàm đã thập phần chắc chắn, Sở Hinh đối với bản thân tuyệt đối không có hảo ý, trong mắt lóe qua một tia băng lãnh, nếu như muốn hại ta, liền xem ngươi có bản sự hay không. Dứt lời, tay Tiêu Phàm nắm thật chặt một hòn đá nhỏ, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Cung tiễn Sở Hinh sư tỷ. Sở Lệ hướng về phía phương hướng Sở Hinh rời đi hơi hơi thi lễ, trên mặt cũng rốt cục hiện ra nụ cười, các ngươi thật đúng là vận khí tốt, hôm nay Sở Hinh sư tỷ cao hứng, hồn thạch mang đến sao rồi. Trong này 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, không nhiều không ít. Tiêu Phàm vứt cho Sở Lệ một mai hồn giới. Hắn trước đây không lâu thắng được 20 ức cực phẩm hồn thạch, hơn nữa Độc Cô Mạc chắc còn cho thêm 5 ức, cũng chính là 25 ức cực phẩm hồn thạch, chỉ là 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch còn không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Các ngươi đi theo ta. Sở Lệ quét bên trong hồn giới một cái, trên mặt lộ ra ý cười sán lạn. Dịch Bằng, ngươi ở bên ngoài chờ ta rất nhanh liền đi ra. Tiêu Phàm nhìn Dịch Bằng nói. Thiếu chủ đi đâu ta liền đi đó. Dịch Bằng lắc đầu, hít sâu một cái nói. Ngươi nói câu này, ta cảm giác ngươi làm người cũng khá. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng cũng không nói thêm cái gì, hai người liền đi theo hướng Sở Lệ, rất nhanh liền biến mất ở bên trong thiên điện. Bất quá cách một khắc, đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra một đạo quang mang, một hòn đá nhỏ trên mặt đất lập tức rung động một cái. Lúc Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng biến mất, vị trí bọn hắn đột nhiên lại có một đạo bóng người. Chính là Sở Hinh đi mà quay lại. Giờ phút này, sắc mặt Sở Hinh băng lãnh tới cực điểm, trong mắt đều là độc ác vẻ, lạnh giọng nói, lần trước làm nhục ta, lần này ta muốn ngươi chôn xương trong vườn linh dược. Ta nhớ kỹ, những người không được phép xâm nhập vườn linh dược, nếu bị phát hiện sẽ bị cắt đứt tứ chi, sau đó sung làm dược nô 10 năm, lần này có ngươi. Còn có tiện nhân Sở Linh Nhi kia, nếu như không phải đại trưởng lão nói chuyện giúp nàng, đoán chừng đã sớm chết, chỗ nào đến phiên nàng diễu võ dương oai, lần này tốt nhất đem các ngươi đều giết chết. Nói ra lời này, trong con ngươi Sở Hinh phóng hồng quang, đó là sát ý nồng đậm. Ta đây liền đi nói cho sư tôn cũng muốn tiện nhân Sở Linh Nhi kia chết. Để lại một câu nói, Sở Hinh bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Tâm tư nữ nhân này thật đúng là độc ác, một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên. Quỷ dị là thanh âm kia lại là từ trong tảng đá nhỏ trên mặt đất truyền ra. Ba một tiếng, hòn đá nhỏ vỡ vụn, hóa thành một đống bụi bặm, gió nhẹ thổi qua, bụi bặm tràn ngập trên không trung, cái gì cũng đều không lưu lại. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ nữ nhân âm hiểm này. Tiêu Phàm đi theo Sở Lệ vào thiên điện, lúc này một mảnh sơn lâm rộng lớn nhào vào tầm mắt hắn, bất quá hắn lại không có thời gian để ý trong lòng. Những lời Sở Hinh kia thông qua thạch đầu hắn điểm thạch thành kim hồn điêu, tất cả đều truyền vào đầu óc hắn, còn người Tiêu Phàm cũng biến thành băng lãnh đến cực điểm. Người muốn ta chết, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Trong lòng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới Sở Hinh vậy mà độc ác như thế, bất quá hắn cũng tăng đề phòng lên. Nếu như đã đến vậy cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, hắn hiện tại muốn làm là mau chóng nhìn thấy Sở Linh Nhi, sau đó lại suy nghĩ đối sách. Bình phục suy nghĩ, Tiêu Phàm lúc này mới một lần nữa đánh giá mảnh khu vực này, nơi xa dãy núi chập trùng, xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào vô cùng. Ngẫu nhiên có phi cầm vỗ cánh bay lượn, xẹt qua trời cao, thẳng lên cửu tiêu, tuần tra trong sơn phong. Trong không khí tràn ngập hương thơm linh dược nhàn nhạt, tươi mát đạm nhiên, khiến cho người ta thần thanh khí sảng, coi như người bình thường hàng năm đợi ở chỗ này cũng sẽ sống lâu trăm tuổi. Ánh mắt quét qua, đầu đầu cũng có dược điền, cắm đầy đủ loại linh dược sắc thái rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, một mảnh cảnh tượng bừng bừng sinh cơ. Khiến Tiêu Phàm kinh dị là, hắn vậy mà phát hiện mấy loại linh dược ngoại giới đã tuyệt chủng, nếu là đặt ở ngoại giới đoán chừng đã sớm tranh đến đầu rơi máu chảy. Sở gia không hổ là luyện dược thế gia ngàn năm, dù là một mảnh nhỏ dược điền đều có giá trị không nhỏ, nơi này vậy mà đâu đâu cũng có. Trong lòng Tiêu Phàm cảm khái. Trong lòng hắn thầm nghĩ,
nếu như đem những dược điền này rời đi thì sẽ như thế nào? Đoán chừng Sở gia sẽ triệt để điên cuồng, đương nhiên Tiêu Phàm cũng liền suy nghĩ một chút, chỉ tạm thời mà nói hắn là không dám cùng Sở gia khai chiến. Đương nhiên, nếu quả thật có ngày đó, Tiêu Phàm cũng khẳng định không ngại, trên người hắn mang theo một cái bí cảnh tiểu không gian, hơn nữa thiên địa linh khí bên trong không kém hơn nơi này. Coi như ta đem những linh dược này rời đến không gian bí cảnh cũng phải có người chiếu cố, nếu quả thật muốn đem đám dược điền này đi, đến lúc đó còn phải bắt mấy người hiểu được linh dược đến bồi dưỡng. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ như thế. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì, linh dược nơi này đều là ghi lại trong danh sách, nếu như thiếu một gốc, không may không chỉ là ta, còn có các ngươi. Sở Lệ lạnh lùng chừng Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái. Mỗi lần hắn nhìn thấy những người tiến đến tìm người, ánh mắt tham lam đều sẽ khẽ đảo. Trong lòng hắn càng cực kỳ khinh thường đám nhà quê này đơn giản liền không có gặp qua việc đời gì lớn. Yên tâm, chúng ta chỉ đến tìm người, nói mấy câu liền đi. Dịch Bằng vội vàng nói. Đó là không còn gì tốt hơn, các ngươi đừng nhìn ta thu các ngươi 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, ta là bốc lên nguy hiểm tính mạng, so với tính mệnh. 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch ta còn thực sự không cảm thấy là gì. Sở Lệ thở dài, tựa như thiệt thòi lớn. Sở đại ca nói đúng, chúng ta có 10 lá gan cũng không dám làm gì có hại cho thần dược các. Dịch Bằng cười nịnh nói, trong lòng xác thực cực kỳ khinh thường. Sở Lệ đem chính mình nói thanh cao cỡ nào, bản thân còn không phải một tiểu nhân thèm muốn lợi tức, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch không phải ai đều có thể cầm ra. Mấy người phi hành tầng trời thấp, tốc độ không tính nhanh, không sai biệt lắm thời gian một chén trà, giữa trưa đi tới trước mặt một tòa sơn phong thật lớn. Sơn phong nguy nga bao la hùng vĩ, mây mù quấn mở mịt bốc hơi, hơi nước nhàn nhạt phiêu phù ở hư không. Thế núi cực kỳ bằng phẳng, từng khối dược điền yên tĩnh nằm trên sườn núi, từng khỏa dược điền nhỏ đứng ngạo nghễ bên bờ, tựa như vệ sĩ thủ hộ. Người khác có lẽ nhìn không ra nhưng Tiêu Phàm lại liếc liền biết những cây nhỏ này bất phàm, xen vào nhau tinh tế, hình thành đường vân đặc thù, có mê vụ nhàn nhạt lượn lờ. Nếu như người bình thường đi vào đoán chừng liền sẽ mê thất trong đó, không biết phương hướng, cuối cùng khó thoát chế tài Sở gia. Nơi này chính là Vân Lai Phong, có thể nhìn thấy người các ngươi muốn gặp hay không liền dựa vào bản thân các ngươi. Lại nói trước, vô luận có thể nhìn thấy hay không. Hồn thạch đều là không có trả lại. Sở Lệ đột nhiên ngừng thân hình, ngạo mạn mở miệng nói. Sở sư huynh, làm sao cũng phải truyền lời cho chúng ta a? Dịch Bằng thập phần khó chịu. Đây coi là cái gì? Xem như mang theo chúng ta đến dược viên du lịch sao? Hơn nữa liền tốn 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi làm sao không đi đoạt a? Truyền lời có thể, lại thêm 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Lệ đạm mạc nói, đừng tưởng rằng 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch là cho ta, đại bộ phận đều là cầm lấy đi chuẩn bị. Dịch Bằng sắc mặt khó xử vô cùng, Sở Lệ mở miệng chính là tính ngàn vạn hồn thạch, liền xem như người nội thành cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm ra. Gia hỏa này nhất định chính là đang lường gạt, Dịch Bằng hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít quy tắc ngầm, đồng dạng chỉ cần 300.000 400 vạn hồn thạch liền có thể hoàn thành. Đây là 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm cau mày một cái, 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch mặc dù không ít, nhưng nếu như có thể nhìn thấy Sở Linh Nhi, vậy liền đầy đủ. Vẫn là vị huynh đệ kia thống khoái, các ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Sở Lệ cười ha ha, hắn phát hiện bản thân hôm nay gặp được đại tài chủ, cả ngày hôm nay liền kiếm được nhiều nhất trong mấy chục năm qua. Sở Lệ tiếp nhận hồn giới liền hướng lấy Vân Lai Phong bay đi, Dịch Bằng sắc mặt khó xử nói, công tử. Đây chính là 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch đó. Ta biết, chỉ hy vọng hắn có thể cầm lấy, cũng có mệnh hưởng thụ. Trong mắt Tiêu Phàm phóng lãnh quang. Hắn còn chưa bao giờ bị người dọa dẫm qua, Sở Lệ tính là kẻ thứ nhất, Tiêu Phàm không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Nếu như không phải vì suy nghĩ an nguy Sở Linh Nhi, Tiêu Phàm đã sớm một cái tát bay. Không sai biệt lắm không đến nửa chén trà nhỏ, Sở Lệ rốt cục trở về. Hơn nữa còn mang theo một nữ tử mặc váy lụa thanh sắc. Hai vị, vị này chính là Vân Lai Phong Đại Sư Tỷ, cũng là đệ tử đích truyền Sở Nguyệt Sư Tỷ thần dược các chủ, còn không đến bái kiến. Sở Lệ trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyệt tràn ngập nịnh nọt vẻ. Dáng dấp Sở Nguyệt cũng thập phần thủy linh,
dáng người trước lồi sau lõm, bờ eo thon yêu kiều, rất có mấy phần khí chất mỹ nữ cổ điển, bất quá bên trong ánh mắt đều là vẻ ngạo mạn. Nghe thấy Sở Lệ nói, trong lòng nàng vẫn là rất thoải mái, xem như đệ tử đích truyền các chủ thần dược các, đây chính là một phần vinh hạnh đặc biệt, cả tòa Sở gia cổ thành cũng không có mấy người. Các ngươi cũng là đến tìm Sở Linh Nhi. Sở Nguyệt nhàn nhạt quét Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái. Không sai. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, bất quá trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, chữ, lại, trong Sở Nguyệt làm hắn có chút bận tâm, lại hỏi chẳng lẽ còn có ai tới tìm Sở Linh Nhi sao? Hừ, cái này ngươi không cần biết rõ, muốn gặp Sở Linh Nhi thì có thể, trước giao 100 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Nguyệt đạm mạc nói. Trong lòng thầm nhủ một tiếng, cũng không biết Sở Linh Nhi vận cứt chó gì, vậy mà có nhiều người như vậy đến tìm nàng. Nghe được chỉ cần 100 vạn cực phẩm hồn thạch, Dịch Bằng lại buông lỏng một hơi, mà Tiêu Phàm lại mảy may không có ý tứ cho. Không nghe thấy à, cầm 100 vạn cực phẩm hồn thạch cho Sở Nguyệt sư tỷ. Sở Lệ hai mắt chừng một cái nói. Không có, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đừng nói 100 vạn cực phẩm hồn thạch. Chính là một khối hạ phẩm hồn thạch đều không có. Ngươi nói cái gì? Sở Nguyệt phẫn nộ nói ra, sau đó lạnh lùng chừng Sở Lệ một cái nói, Sở Lệ, ngươi mang người nào? Sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Sở Lệ vội vàng nịnh nọt Sở Nguyệt, hắn không dám thất lễ Sở Nguyệt, về sau đem phẫn nộ vung đến trên người Tiêu Phàm, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Tiêu Phàm, dám đắc tội Sở Nguyệt sư tỷ, ngươi muốn chết sao? Sở Lệ cũng vô cùng phẫn nộ. 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch mà Tiêu Phàm đưa đều không nháy mắt một cái, hiện tại muốn hắn cho 100 vạn cực phẩm hồn thạch, hắn ngược lại không vui. Chẳng lẽ gia hỏa này thực hèn như vậy? Không cho ít, muốn cho nhiều. Dịch Bằng cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, chẳng phải 100 vạn cực phẩm hồn thạch à, vừa nãy đều cho 8.000 vạn, lại cho 100 vạn tính là gì? Cũng đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa. Ta không muốn chết. Nhưng vừa nãy ta cho ngươi 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi nói là để dùng cho Sở Nguyệt, nhưng hiện tại nhìn đến, ngươi đều là trung gian kiếm túi tiền riêng. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói. Ngươi nói bậy, Sở Lệ nghe vậy, thần sắc đại biến, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau. Ngươi nói cái gì, 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch, Sở Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Sau đó con ngươi liếc nhìn trên người Tiêu Phàm cùng Sở Lệ. Sở Nguyệt sư tỷ, hắn nói năng bậy bạ, hắn cho ta 80 vạn cực phẩm hồn thạch, liền nói cho 8.000 vạn, là hắn nói láo, hắn có thể xuất ra 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch sao? Sở Lệ vội vàng giải thích nói, dư quang căm tức nhìn Tiêu Phàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đều không biết chết bao nhiêu lần, Sở Lệ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám hại hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Phàm có thể tùy ý xuất ra 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch, trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh, trước đó bởi vì quá kích động mà không nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch, cái này không phải một con số nhỏ, chính là Sở gia dòng chính đệ tử cũng chưa chắc có thể tùy ý cầm ra, tiểu tử này có thể cầm ra, chí ít thân phận hắn rất không đơn giản. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Sở Nguyệt có thể tin tưởng mình nói. Chỉ từ cách ăn mặc của Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng nhìn lại là lấy không ra 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Nguyệt đánh giá Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái, sau đó lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Rất không có ý tứ, ta vừa mới đem một ít đối thoại ghi chép lại, các ngươi nên biết rõ ký ức thủy tinh tồn tại a. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Trong bàn tay hắn liền xuất hiện một cái thủy tinh cầu lớn nhỏ cỡ nắm, Sở Lệ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Ngươi không phải nói muốn đem hồn thạch cho Sở Nguyệt sao? Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực một tiếng quát như sấm, một cỗ hồn lực cuồng bá trùng kích xông thẳng não hải Sở Lệ. Sở Lệ cảm giác đầu choáng váng, không tự chủ được lấy ra hai mai hồn giới, đưa cho Sở Nguyệt nói, Sở Nguyệt sư tỷ, cái này 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch ta là hiếu kính ngươi. Sở Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sau đó tiếp nhận hai mai hồn giới. Hồn lực quét qua liền làm cho nàng kinh ngạc, hồn thạch bên trong cộng lại tuyệt đối không chỉ 8.000 vạn. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục có biến hóa, người có thể xuất ra 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch có thể đơn giản sao? 8.000 vạn hồn thạch, ta chỉ cần 100 vạn.
Sở Nguyệt lấy ra 100 vạn cực phẩm hồn thạch, sau đó đem hồn giới ném cho Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, hắn phát hiện bản thân thật là có chút nhìn không thấu Sở Nguyệt. 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch dụ hoặc, nàng vậy mà ngăn cản được, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Các ngươi đi theo ta. Sở Nguyệt lạnh rên một tiếng, quay người liền hướng Vân Lai Phong bay đi. Dịch Bằng, người trước đi, ta theo vị huynh đệ kia nói hai câu. Tiêu Phàm nói ra, Dịch Bằng không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, bất quá vẫn đi lên. Sau đó đi đến trước người Sở Lệ, linh hồn chiến thánh cảnh đỉnh phong uy áp xông thẳng não hải Sở Lệ, ngay sau đó hai sợi lục quang từ trong con ngươi Tiêu Phàm bắn ra. Khẩu vị quá lớn, vậy cũng phải có mệnh để hưởng. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy hai đạo lục quang kia, trong mắt Sở Lệ đều là vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên hắn biết rõ đây là công pháp gì, đáng tiếc, hắn không có vận khí tốt như Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm trực tiếp xóa tư tưởng của hắn, chỉ là nô dịch ý chí hắn mà thôi, bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện Sở Lệ khả năng còn có chút tác dụng, cho nên cũng không có giết hắn. Ngẩng đầu, Tiêu Phàm nhìn nơi xa một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó quay người nhanh chóng cùng đi lên. Đi vào Vân Lai Phong, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ ngọn núi này, tại sao xưng là Vân Lai Phong, tiến vào bên trong liền tựa như trong mây mù ghé qua. Sau một lát, mấy người xuyên qua một tầng quang tráo, trước mắt lập tức khôi phục thanh minh, một mảnh quảng trường tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, đồng thời lạc ấn trong mắt hắn còn có mấy đạo thân ảnh. Mộ Dung Lãng Trần cùng Lăng Ngạo, bọn hắn làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm thập phần buồn bực, nhỏ giọng thầm thì nói. Bọn hắn cũng là đến tìm Sở Linh Nhi, hơn nữa, ta nghe nói gia chủ muốn đem Sở Linh Nhi gả cho Mộ Dung Lãng Trần. Sở Nguyệt đạm mạc nói. Gả cho Mộ Dung Lãng Trần, Tiêu Phàm cau mày, hắn đột nhớ đến sự tình trước đó Sở Vân Bắc nói cho hắn biết, nguyên bản hắn coi chỉ là nói đùa, không nghĩ tới lại là thực. Ngươi muốn cưới Sở Linh Nhi đi, vậy ngươi phải nắm chặt. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, Sở Nguyệt lại cười tủm tỉm nói. Sau đó trong lòng Sở Nguyệt lại bổ sung một câu, các ngươi tốt nhất đem Sở Linh Nhi mang đi, rõ ràng liền đệ tử ký danh của sư tôn đều không phải, vậy mà còn được sư tôn coi trọng hơn so với ta mới là các chủ thần dược các tương lai. Tiêu Phàm tự nhiên không biết trong lòng Sở Nguyệt đánh chủ ý này, bất quá hắn cũng không quan tâm. Hóa thành một vệt sáng rơi ở trên quảng trường. Kiếm Hồng Trần, làm sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lòng hắn đột nhiên giật mình. Trải qua hai sự tình trước đó, Mộ Dung Lãng Trần đối với Tiêu Phàm đã sinh ra một loại sợ hãi, Lăng Ngạo còn tốt một chút. Hai người vào lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn liền giết độc cô Mạc Trắc, lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Phàm. Hắn cùng Sở Vân Phi giao đấu, mà hiện tại hắn đến nơi này, lại là vì gì đây? Hai người trong lòng có loại dự cảm không tốt, đối với Tiêu Phàm, bọn hắn đã có bóng tối. Ta làm sao lại không thể tới nơi này? Hai ngày này liền có thể nhìn thấy các ngươi, nói rõ chúng ta có duyên phận không tệ như vậy. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Ai có duyên phận với ngươi? Mộ Dung Lãng Trần cùng Lăng Ngạo trong lòng giận mắng không thôi. Thế nhưng bọn hắn lại không dám trắng trợn nói ra. Mấy vị xin chờ một chút, Linh Nhi sư muội rất nhanh liền đến. Sở Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn dương cung bạt kiếm, trong lòng vui vẻ, liền thay đổi xưng hô đối với Sở Linh Nhi. Nàng hận không thể để Tiêu Phàm cùng Mộ Dung Lãng Trần hai người lập tức đem Sở Linh Nhi mang đi, về phần là ai, nàng cũng không quan tâm. Linh Nhi sư muội đến. Sở Nguyệt đột nhiên cười cười. Nghe vậy, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mây mù, nơi đó có một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần. Đó là một thiếu nữ mặc váy dài lục sắc, một mái tóc bay múa trong gió, nàng cầm theo một cái giỏ nhỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ. Thân ảnh nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền đi tới gần, Tiêu Phàm bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ bộ dáng nàng. Lông mày dài nhỏ, một đôi con mắt phú mị nhưng lại linh động thanh tịnh. Cho người ta một loại cảm giác nhí nha nhí nhảnh. Mũi ngọc thanh tú, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át, má lúm đồng tiền trong suốt như ngọc, màu da như dương chi ngọc tuyết hiện ra quang trạch trong suốt.
Nàng có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ôn nhu yểu điệu, nhìn như siêu nhiên xuất trần, nhưng lại rất có phong phạm hiệp nữ, hai loại khí chất hoàn mỹ đều thể hiện trên người nàng. Sở Nguyệt sư tỷ, người tìm ta. Nàng khẽ mở cặp môi thơm, thanh âm êm tai như tiếng trời truyền ra. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn nữ tử trước mắt này, trong lòng hắn có một loại xúc động mãnh liệt, Tiêu Phàm biết rõ, đó là liên hệ huyết mạch. Hơn nữa, đối phương có dung mạo cùng hắn trước đó giống nhau y hệt, chỉ là hắn dương cương, mà nàng thanh tú mà thôi. Không cần bất luận cái gì chứng minh, hắn liền đã biết rõ người trước mắt chính là tỷ muội chưa từng gặp mặt, Sở Linh Nhi. Linh Nhi, không phải ta tìm ngươi, là mấy vị này tìm ngươi. Nét mặt Sở Nguyệt tươi cười như hoa, thần sắc nàng cùng trước đó biểu hiện hoàn toàn không giống. Không biết còn tưởng rằng Sở Nguyệt cùng Sở Linh Nhi thân như tỷ muội. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ Sở Nguyệt là một nữ nhân tâm cơ thâm trầm. Ánh mắt Tiêu Phàm một mực rơi vào trên người Sở Linh Nhi, hắn không hiểu nghi ngờ trong lòng, Sở Linh Nhi không phải tới làm dược nô à, làm sao cảm giác sinh hoạt thập phần hài lòng cùng thoải mái. Hồi tưởng lại bộ dáng lúc trước nhìn thấy Lục Vũ, Tiêu Phàm phát hiện trước khi bản thân vào làm chủ, có vẻ như tại Sở gia cổ thành xung làm dược nô vẫn là rất hạnh phúc. Làm cho Tiêu Phàm không hiểu nhất là, Sở Nguyệt chính là đệ tử đích truyền thần dược các các, vậy mà trước người khác luôn mồm xưng Sở Linh Nhi là sư muội, liền quá khác thường. Tu vi chiến thánh sơ kỳ, thân thể bình yên vô sự, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể Sở Linh Nhi, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tự xem phí công lo lắng, Sở Linh Nhi so với bản thân tưởng tượng sống thật tốt. Ánh mắt Sở Linh Nhi cũng rơi vào trên người Tiêu Phàm. Trong lòng nàng cũng có loại cảm giác không hiểu thấu, tựa như bản thân nhận biết nam nhân trước mắt này. Linh Nhi tiểu thư, ta là Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần nhìn thấy Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng thập phần khó chịu, vội vàng mở miệng nói. Tránh qua một bên đi. Sở Linh Nhi liền con mắt đều không nhìn Mộ Dung Lãng Trần một cái, ngược lại ánh mắt lập lòe nhìn Tiêu Phàm, chúng ta quen nhau. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm mỉm cười. Hắn cũng không biết người này rốt cuộc là tỷ tỷ của hắn hay là muội muội. Ta cảm giác gặp qua ngươi, hơn nữa có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thập phần nghiêm túc nói. Huyết mạch tương liên, các ngươi chẳng lẽ là huynh muội sao? Mộ Dung Lãng Trần nguyên bản là có chút khó chịu, nhìn thấy Sở Linh Nhi không để ý tới bản thân, trong lòng càng thêm khó chịu. Dựa vào cái gì kiếm hồng trần đi tới chỗ nào cũng đều là tiêu điểm. Ta đường đường là thiên tài Mộ Dung gia tộc lại bị người coi nhẹ. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Mộ Dung Lãng Trần một cái, gia hỏa này thật đúng là có thể đoán, vậy mà một câu nói chúng, bọn hắn xác thực có thể là huynh muội, đương nhiên cũng có thể là tỷ đệ. Người ở đâu tới, một chút lễ phép đều không có. Sở Linh Nhi thập phần khó chịu Mộ Dung Lãng Trần cắt ngang nàng nói. Không cần bao lâu, ta liền là nam nhân của ngươi. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng cười một tiếng, hắn vốn là muốn nhìn nữ nhân tương lai của mình là có bộ dáng gì. Bây giờ nhìn thấy lại làm hắn thất vọng, nữ nhân tương lai của mình vậy mà cùng nam nhân khác quan hệ mật thiết, cái này khiến trong lòng hắn như thế nào dễ chịu. Tốt xấu gì hắn cũng là đại biểu cho Mộ Dung gia tộc, hơn nữa việc hôn sự này cũng là hai phe gia chủ đồng ý. Miệng chó không mọc ra được ngà voi. Đột nhiên, Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi hai người đồng thời gầm thét một tiếng, một cái tát ra ngoài. Mộ Dung Lãng Trần nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi không chào hỏi liền xuất thủ, hơn nữa còn đồng tâm hiệp lực như thế, tựa như tâm liên tâm. Đùng đùng, không đợi hắn lấy lại tinh thần, hai người ngưng tụ trưởng cương hồn lực đánh vào trên mặt hắn, Mộ Dung Lãng Trần chỉ cảm giác đầu mình có chút khó chịu, thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Một màn bất thình lình khiến Sở Nguyệt, Lăng Ngạo cùng Dịch Bằng ba người nhìn trợn mắt hốc mồm, hai người này thật đúng là tính tình giống nhau a. Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi cũng là nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng sẽ có cử động giống mình. Sở Linh Nhi, là gia chủ Sở gia gả ngươi cho ta, ngươi lại dám đánh mặt ta. Tiếng gào thét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên đứng dậy. Nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi nói, ngươi là một con tiện nhân, chờ ngươi đến Mộ Dung gia tộc, ta sẽ xử ngươi. Theo Mộ Dung Lãng Trần nói,
Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc thông gia chỉ là vì đồng minh mà thôi, căn bản sẽ không quá quan tâm Sở Linh Nhi chết sống. Sở Linh Nhi mặc dù dáng dấp hết sức xinh đẹp, nhưng dạng nữ nhân gì thì Mộ Dung Lãng Trần hắn đều đã gặp qua, cũng không đến mức nhìn thấy Sở Linh Nhi hai chân mềm đứng không đứng dậy. Gả cho ngươi, bằng ngươi cũng xứng sao? Đột nhiên, lại là hai đạo thanh âm nam nữ lộn xộn đồng thời vang lên, bất quá lần này nghênh đón Mộ Dung Lãng Trần lại không phải hai bàn tay, mà là hồn lực to lớn từ hai chân. Hai cước nếu là dẫm xuống, Mộ Dung Lãng Trần đoán chừng không chết cũng phải bị thương nặng. Mấy người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi, hai người này chẳng lẽ thực sự là tâm linh tương thông? Hay là bọn hắn cố ý phối hợp? Thế nhưng Tiêu Phàm rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Sở Linh Nhi, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý đến nơi này tìm Sở Linh Nhi. Kỳ thật, ngay cả hai người Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi cũng kinh ngạc không thôi, vừa nãy hai người chỉ là theo ý nghĩ nội tâm mà thôi, cũng không có cố ý làm khó Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần nhìn thấy hồn lực hai chân khổng lồ bắn đến, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lách mình hướng một bên tránh đi, vừa lúc tránh thoát một cước Sở Linh Nhi. Nhưng một cước của Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh không ít, ầm một tiếng trực tiếp đá vào mặt Mộ Dung Lãng Trần. Máu tươi trong miệng Mộ Dung Lãng Trần vẩy ra kẹp theo mấy cái răng, thân thể bay thẳng đến cuối quảng trường, tóe lên không ít bụi bặm. Lần này Mộ Dung Lãng Trần không dám tiếp tục làm càn, thực lực Sở Linh Nhi hắn không để trong lòng, nhưng Tiêu Phàm là người đến Sở Vân Phi còn không sợ. Hơn nữa, hắn còn nghe nói Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi chiến đấu một trận không phân trên dưới. Chỉ là hắn lúc ấy chạy tới tương đối trễ, không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Ngươi là ai? Ánh mắt Sở Linh Nhi sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng cũng cảm nhận mình cùng Tiêu Phàm ở giữa có liên hệ nào đó, mối liên hệ này đến từ chỗ sâu huyết mạch, khó mà giải thích. Ta, xem như bằng hữu của ngươi. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn cũng không biết giải thích quan hệ cùng Sở Linh Nhi như thế nào, cho dù nói ra Sở Linh Nhi có lẽ cũng không tin. Kiếm Hồng Trần, ta không để yên cho ngươi, còn tiện nhân Sở Linh Nhi này, ta muốn các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Lãng Trần lần nữa đứng dậy, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi, trong lòng gào thét. Hắn biết rõ không phải đối thủ Tiêu Phàm, không dám trắng trợn khiêu khích Tiêu Phàm, gia hỏa này liền Độc Cô Mạc Trác đều dám giết, muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Lăng Ngạo, chúng ta đi. Mộ Dung Lãng Trần hít sâu một cái. Oán độc nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi một cái, liền đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, Mộ Dung Lãng Trần còn không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên tạm thời còn không có động sát tâm đối với hắn. Một chút cốt khí nam tử đều không có, nhất định chính là phế vật. Sở Nguyệt khinh thường liếc Mộ Dung Lãng Trần một cái. Nàng rất hy vọng Mộ Dung Lãng Trần mang Sở Linh Nhi đi. Dù sao Mộ Dung Lãng Trần mới là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Sở Linh Nhi, thế nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Lãng Trần bất tranh khí như thế. Làm sao, người rất hy vọng hắn đánh với ta một trận sao? Tiêu Phàm lạnh lùng quét Sở Nguyệt một cái, bây giờ nhìn thấy Sở Linh Nhi, hắn cũng không cần nén giận. Không phải, Sở Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu, cảm thụ đến ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, toàn thân nàng run run, sâu trong linh hồn sinh ra một loại sợ hãi. Bằng hữu, ta cũng không biết ngươi, ngươi tới nơi này là tìm ta. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ta tới là mang ngươi đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tự tiện xông vào thần dược các, ngươi còn muốn đi. Đột nhiên, từ phía chân trời vang lên một tiếng quát như sấm, giống như một đạo kinh lôi quanh quẩn trên quảng trường. Trận trận kinh lôi vang vọng hư không, không đợi đám người lấy lại tinh thần, không trung đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu là một bà lão chống gậy mặc trường bào hoa. Bên cạnh bà lão còn có một nữ tử váy trắng đỡ lấy, thần sắc lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, sau lưng bọn họ còn đứng mười mấy quân sĩ khoác chiến giáp. Sở Hinh, Dịch Bằng kêu lên sợ hãi, kinh ngạc nhìn Sở Hinh, bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt khó coi nói, thiếu chủ, chúng ta bị lừa rồi. Ai lừa ai còn chưa nhất định đâu. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía đám người không trung. Kiếm Hồng Trần, người có biết tự tiện xông vào thần dược các là tội gì không? Sở Hinh cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, tựa như âm mưu đạt được. Tam trưởng lão, nơi này hình như là địa bàn Vân Lai Phong, không có sư tôn cho phép,
người đến từ bên ngoài đều không thể tự tiện xông vào. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Sở Nguyệt, hắn không nghĩ đến lúc này Sở Nguyệt sẽ đứng ra thay hắn nói chuyện. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái, tất cả mọi người thần dược các cũng không phải một lòng, ở giữa bọn hắn tồn tại ân oán, Sở Nguyệt có lẽ cũng không phải là thay hắn nói chuyện, mà là thủ hộ Tôn Nghiêm Vân Lai Phong. Dù vậy, từ trong đáy lòng Tiêu Phàm cũng cảm tạ Sở Nguyệt, vô luận như thế nào nàng đều là trợ giúp bản thân. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, chính là Sở Nguyệt thu hắn 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đoán chừng nàng là lo lắng Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi chép, cuối cùng nàng không ổn. Sở Nguyệt mặc dù cao ngạo nhưng thật đúng là một người có tâm tư kín đáo. Tiêu Phàm nhìn Sở Nguyệt một cái. Sở Nguyệt sư tỷ, người sẽ không bao che người khác đi, về phần sư tôn ta, lão nhân gia đức cao vọng trọng, thần dược các đi đâu không được. Sở Hinh cười lạnh nói. Ta làm sao bao che người khác? Ánh mắt Sở Nguyệt có chút né tránh, cắn răng nói, vô luận như thế nào nơi này đều là Vân Lai Phong, tam trưởng lão có thể tới, nhưng Sở Hinh ngươi còn không có tư cách tự tiện vào. Ngươi, sắc mặt Sở Hinh khó xử vô cùng, nàng thập phần không hiểu tại sao Sở Nguyệt muốn cùng với nàng đối đầu, có vẻ như mình cùng nàng không có ân oán gì. Chủ yếu nhất là Sở Hinh cũng nghe nói Sở Linh Nhi được sủng ái, có phần được đại trưởng lão chiếu cố. Sở Nguyệt nhân cơ hội đem Sở Linh Nhi đuổi ra khỏi Vân Lai Phong mới đúng chứ. Sở Nguyệt, Vân Lai Phong còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lúc này, tam trưởng lão đột nhiên mở miệng, khí thế lạnh lùng từ trên người nàng nở rộ, bao phủ toàn trường. Không ít tu sĩ Vân Lai Phong nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng, chỉ có Tiêu Phàm mấy người trên quảng trường còn đứng. Hinh Nhi, là kẻ nào tự tiện xông vào thần dược các? Âm thanh tam trưởng lão lại lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn khàn, dư quang lại rơi vào trên người Sở Linh Nhi. Một màn này Tiêu Phàm vừa lúc chú ý tới, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ Sở Linh Nhi đắc tội lão thái bà này. Sở Hinh nghe được tam trưởng lão nói, vội vàng cúi người hành lễ nói, hồi bẩm sư tôn, chính là hắc bào nam tử kiếm hồng trần, hắn am hiểu thần dược các không nói, còn ăn cắp không ít linh dược. Đồ Nhi không phải đối thủ của hắn, cho nên vội vàng trở về mời sư tôn xuất mã. Chỉ là Đồ Nhi không nghĩ tới, Kiếm Hồng Trần lại cùng Sở Linh Nhi là một đám, nhìn đến Sở Linh Nhi cũng một mực giáp tâm hại người, hôm nay vừa vặn đem những u ác tính này nhổ bỏ. Sở Hinh nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, những người khác nghe được có lẽ sẽ phẫn nộ không thôi, nhưng khuôn mặt Tiêu Phàm lại băng lạnh. Ngươi làm sao biết ta cùng Sở Linh Nhi là một bọn? Mà không phải cùng Sở Nguyệt hoặc là cùng Sở Hinh ngươi là một bọn. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Sở Hinh nói. Ta làm sao có thể cùng ngươi là một bọn. Sở Hinh cũng phát hiện bản thân có vẻ như nói nhầm, nàng vừa tới nơi này làm sao có thể khẳng định Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi là một bọn. Ta làm sao có thể cùng ngươi hay không. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lần trước ta cùng với Sở Vân Phi đánh cược, vòng thứ nhất là ngươi tham gia. Ngươi nếu cùng ta là một bọn thì chẳng phải có thể cố ý để cho ta thắng sao? Có vẻ như cũng dễ giải thích. Ngươi nói bậy, sắc mặt Sở Hinh đại biến, nếu như lời này truyền đến tai Sở Vân Phi cùng tu sĩ cổ thành khác, Sở Hinh nàng tất nhiên sẽ chịu vạn lời chỉ trích. Ta nói bậy, là ngươi nói bậy, Tiêu Phàm ngữ khí bỗng lạnh lẽo, bởi vì ngươi biết ta là tới tìm Sở Linh Nhi, hơn nữa còn cố ý để cho ta đến, sau đó lại dẫn sư tôn ngươi đến nơi này đuổi bắt. Không thể không nói, Sở Hinh ngươi thật đúng là biết diễn kịch. Nói đến đây, Tiêu Phàm sát tâm tràn ngập, nữ nhân âm hiểm như thế, Tiêu Phàm đã không dự định buông tha nàng. Sở Hinh ngậm miệng không nói gì, bởi vì Tiêu Phàm nói đều là sự thật, lúc này Sở Hinh há miệng muốn nói, chỉ là chưa mở miệng, một đạo thanh âm khác vang lên. Sở Hinh, xem ngươi tới này tìm người, lúc này mới thả ngươi tiến đến, ngươi vậy mà ăn cắp linh dược thần dược các, phải bị tội gì? Tam trưởng lão chống gậy nhưng khí thế lại vô cùng cường đại, rất hiển nhiên là tu vi chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ngừng lại, nàng lại nhìn về phía Sở Linh Nhi, chất vấn, Sở Linh Nhi, người cấu kết người này, là chuẩn bị phản bội thần dược các sao? Lão phu bà, không phải liền là một gốc cửu phẩm linh dược à, cần gì phải tất yếu hùng hổ dọa người? Ta nếu cấu kết những người khác cũng chỉ là trộm vài cọng linh dược. Coi như muốn trộm, ta cũng sẽ trộm mấy khối dược điền. Đôi thầy trò các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ,
một chút sự tình lớn níu lấy không thả, còn thần dược các tam trưởng lão, ta nhổ vào. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Sở Linh Nhi đột nhiên tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, bộ dáng cực kỳ mạnh mẽ gọi thẳng tam trưởng lão lão là vu bà. Làm càn, tam trưởng lão phẫn nộ. Làm càn thì thế nào, người chẳng lẽ còn dám đụng đến ta, nói ngươi là lão vu bà đều là khích lệ ngươi, ngươi nhất định chính là lão quái vật. Sở Linh Nhi không sợ hãi chút nào. Lần này cũng đến phiên Tiêu Phàm mắt trợn tròn, nguyên bản hắn còn lo lắng an nguy Sở Linh Nhi, lúc này mới cố ý tìm tới, hiện tại nhìn đến là bản thân vẽ vời cho thêm chuyện. Liền Sở gia tam trưởng lão nàng đều dám mắng, còn có cái gì là Sở Linh Nhi không dám làm đây? Đoán chừng mỗi người thần dược các cũng không dám khi dễ nàng. Chẳng lẽ dược nô Sở gia đều ngưu bức như vậy? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sở Linh Nhi ở chỗ này có lẽ là dược nô, nhưng tuyệt đối không phải dược nô đơn giản. Ngươi, ngươi! Tam trưởng lão tức giận sắc mặt tái nhợt, nếp uốn chen cùng một chỗ, nhìn qua càng khủng bố hơn. Sở Linh Nhi, ngươi bất quá chỉ là một dược nô mà thôi, dám nhục mạ trưởng lão, hôm nay là ngày chết của ngươi, cho dù đại trưởng lão cũng không giữ được ngươi. Sở Hinh phẫn nộ tới cực điểm. Nàng vốn cho là sự tình sẽ rất thuận lợi. Nào nghĩ đến Sở Linh Nhi không kiêng nể gì nhục mạ sư tôn của nàng, việc này khiến nàng càng thêm phẫn nộ. Lần trước Sở Linh Nhi hủy một gốc cửu phẩm linh dược của sư tôn nàng, nếu như không phải đại trưởng lão thay Sở Linh Nhi nói chuyện, Sở Linh Nhi đoán chừng đã sớm chết. Sở Hinh biết rõ, sư tôn của nàng vì một gốc cửu phẩm linh dược kia mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nếu như có thể giết Sở Linh Nhi cho sư tôn phát tiết nộ khí, đó là sự tình không thể tốt hơn. Bắt bọn hắn lại, Sở Hinh đưa tay vung lên, mệnh lệnh 10 quân sĩ sau lưng nói. Vâng, 10 quân sĩ cung kính đáp một tiếng, liền hướng lấy quảng trường bắn nhanh đi. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, dù sao bây giờ còn chưa rõ ràng cha mẹ của hắn cùng gia gia ở nơi nào. Vốn chuẩn bị cứu Sở Linh Nhi, sau đó trong vạn thánh dược điển âm thầm đi tìm phụ mẫu. Nhưng hiện tại nhìn đến, sự tình chưa hẳn thuận lợi như vậy. Thiếu chủ, thần sắc Dịch Bằng vô cùng khẩn trương, hắn nào thấy qua chiến trận dạng này, đây chính là tam trưởng lão thần dược các đó, bình thường cho dù muốn gặp đều không gặp được, bây giờ lại muốn đánh nhau. Ta xem ai dám động thủ, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Linh Nhi đột nhiên một bước tiến lên, lạnh như băng nhìn mấy người kia quát lạnh nói. Ta xem ai dám động thủ. Thanh âm băng lãnh quanh quẩn ở trên quảng trường, mắt thấy 10 quân sĩ kia sắp đánh tới, Sở Linh Nhi đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn không trung. Không cần để ý nàng, một dược nô mà thôi, có gì để phách lối. Sở Hinh cười lạnh nói, nàng còn chưa bao giờ đem Sở Linh Nhi để ở trong mắt. Nhưng mà, 10 quân sĩ lại là tựa như căn bản không nghe được Sở Hinh nói, 10 người bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái. Sau đó phù 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 tất cả đều quỳ xuống dưới. Nụ cười trên mặt Sở Hinh trong nháy mắt cứng đờ, nàng vừa mới chuẩn bị gầm thét nhưng mà lại phát hiện trong tay Sở Linh Nhi nắm một khối lệnh bài màu tím. Các chủ lệnh, Sở Hinh mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy kịch liệt một cái. Các chủ lệnh, con người tam trưởng lão cùng Sở Nguyệt cũng hơi hơi co rụt lại, các chủ lệnh là các chủ đặc biệt dùng, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người Sở Linh Nhi. Sở Nguyệt thấy thế phù phù một tiếng quỳ xuống, sắc mặt tam trưởng lão cùng Sở Hinh thập phần khó coi, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Lão vu bà, còn có tiểu nhân hèn hạ Sở Hinh ngươi, nhìn thấy các chủ lệnh còn không quỳ xuống sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết gặp các chủ sẽ phải như thế nào sao? Hay là nói các ngươi muốn phản bội thần dược các? Thần sắc Sở Linh Nhi lạnh lùng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người nàng tản ra. Bái kiến các chủ. Sở Hinh chỗ nào chịu đựng được kinh hãi, phù phù một tiếng quỳ xuống, sư tôn của nàng mặc dù là Sở gia tam trưởng lão cao quý, nhưng luận địa vị không phải so sánh với đại trưởng lão. Gặp qua các chủ, tam trưởng lão trần chờ một cái cũng hơi hơi thi lễ, trong mắt nàng lóe lên một vòng tinh quang, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Tựa như các chủ lệnh trên người Sở Linh Nhi là hoàn toàn không có khả năng. Coi như xuất hiện ở trên người Sở Hinh cũng không nên ở trên người Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm lảo đảo đầu, hắn còn tưởng là bản thân nghe lầm, các chủ lệnh tại sao ở trên người Sở Linh Nhi đây, Sở Linh Nhi không phải dược nô sao?
một dược nô có thể có được lệnh bài đệ nhất nhân thần dược các à? Chẳng lẽ Sở Vân Bắc là cố ý đùa hắn? Tiêu Phàm từng cái phủ định, Sở Vân Bắc không có khả năng đùa nghịch hắn, hơn nữa lệnh bài này cũng nhất định là thực, giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập đa nghi, nghi ngờ. Bất quá hắn có thể khẳng định một việc, chính là thời gian Sở Linh Nhi tại thần dược các vô cùng tốt. Nguyệt sư tỷ, ngươi đứng dậy. Sở Linh Nhi nhìn Sở Nguyệt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung nói, ta không muốn quỳ trên đầu ta, quỳ xuống đất cho ta. Đúng. Sở Nguyệt nơm nớp lo sợ đứng dậy, nàng có chút may mắn bản thân không có cố ý đi hãm hại Sở Linh Nhi. Giống Sở Hinh như vậy đoán chừng liền không may, khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, Sở Hinh đã quỳ ở trên quảng trường, Tam trưởng lão cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Tam trưởng lão, ngươi là nói các chủ là tội nhân thần dược các sao? Còn là nói các chủ muốn phản bội thần dược các? Sở Linh Nhi cười nhạt một cái nói, bên trong ánh mắt rất có mấy phần chi ý. Không dám. Tam trưởng lão vội vàng cúi thấp đầu, nàng chỗ nào biết rõ sự tình sẽ phát triển đến bước này. Vị này là bằng hữu của ta, người nói hắn trộm linh dược. Sở Linh Nhi có chút đúng lý không tha người, nguyên bản nàng không có ý định chuyện bé xé ra to, thậm chí ngay cả lệnh bài các chủ cũng không muốn cầm ra. Nhưng mà tam trưởng lão cùng Sở Hinh thậm chí ngay cả nàng đều muốn giết, Sở Linh Nhi cho tới bây giờ đều không phải người chịu ăn thiệt thòi. Chỗ nào chịu đựng được cái khẩu khí này? Các ngươi vừa mới vũ nhục chúng ta như thế nào, ta hiện tại trả lại như thế. Không thể không nói, tính cách hai người Sở Linh Nhi cùng Tiêu Phàm giống nhau y hệt, hai người đều là loại không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là kinh người. Có thể là ta hiểu lầm. Sở Hinh liền vội vàng lắc đầu nói, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Có phải hiểu lầm hay không, ta có thể đánh giá. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước, đạm mạc nhìn Sở Hinh, mang một kẻ gọi là Sở Lệ tới, đem hắn tới liền sẽ biết rõ sự tình. Tiêu Phàm đã phát hiện tiến vào thần dược các cũng không phải là tội chết, cũng buông lỏng một hơi, chí ít không cần cùng Sở ra ngả bài, sự tình so với hắn tưởng tượng thuận lợi hơn rất nhiều, làm hại hắn còn lo lắng hồi lâu. Ta liền gọi Sở Lệ đến. Sở Nguyệt chủ động xin đi giết giặc. Nếu như nói trước đó nàng còn có chút ghen ghét Sở Linh Nhi, như vậy hiện tại nàng đối với Sở Linh Nhi lại không có bất luận lòng ghen tị nào, có chỉ là kính sợ. Lúc địa vị một người cùng một người khác không kém nhiều đều sẽ có một loại ganh đua so sánh, song, khi địa vị hai người chênh lệch cách xa, liền tâm tư đều không có. Tìm Sở Lệ chẳng lẽ còn dám đắc tội ta, nhiều nhất hai bên đều không đắc tội mà thôi. Sở Hinh nhìn thấy Tiêu Phàm tìm Sở Lệ. Lập tức trong lòng cười lạnh không thôi, như chút được gánh nặng. Thời gian nửa chén trà nhỏ, Sở Nguyệt liền dẫn Sở Lệ đến, thần sắc Sở Lệ đần đột, hướng về phía tam trưởng lão hơi hơi xá. Giờ phút này Sở Linh Nhi cũng thu hồi lệnh bài, tất cả mọi người đứng lên, Tiêu Phàm đạm mạc nhìn Sở Lệ. Sở Lệ, ngươi có biết người này không? Ngươi hãy nói rõ ràng ra. Tam trưởng lão trầm giọng nói, bên trong giọng nói rất có ý tứ uy hiếp. Biết, người này tên là Kiếm Hồng Trần, hắn đến nơi này là vì tìm Sở Linh Nhi, là ta một đường dẫn hắn đến Vân Lai Phong, sau đó Sở Nguyệt sư tỷ mang vào. Sở Lệ một hơi nói cho hết lời. Tam trưởng lão cau mày một cái quay đầu nhìn Sở Hinh, sắc mặt Sở Hinh có chút khó coi, nhưng sự tình này còn không có uy hiếp được nàng, chỉ là con ngươi nhìn về phía Sở Lệ hiện ra lãnh quang. Vậy hắn có ăn cắp linh dược thần dược các hay không? Sở Linh Nhi lại vội vàng hỏi, nàng tin tưởng Tiêu Phàm tìm Sở Lệ là khẳng định có tự tin. Không có, ta tự mình dẫn hắn đến, làm sao có thể có thời gian ăn cắp linh dược. Sở Lệ lắc lắc đầu nói. Có lẽ ngươi cùng hắn là một bọn. Sở Hinh cười lạnh nói, Sở Lệ vẫn luôn giúp đỡ Tiêu Phàm nói chuyện, nàng đã thập phần khó chịu. Sở Hinh sư tỷ, ngươi không thể oan uổng người, là ngươi muốn ta mang bọn hắn đến. Sau đó hãm hại bọn hắn, ăn cắp linh dược là ngươi. Sở Lệ phẫn nộ nhìn Sở Hinh nói, phía sau sự tình trộm linh dược chỉ bất quá là hắn tự biên tự diễn. Ngươi dám đổ oan cho ta, Sở Hinh nào sẽ nghĩ đến Sở Lệ cũng dám đối phó nàng. Sở Hinh lại làm sao có thể nghĩ đến giờ phút này Sở Lệ đã không phải là Sở Lệ, mà đã bị Tiêu Phàm khống chế, hắn muốn Sở Lệ nói cái gì chính là nói cái đó. Sở Hinh sư tỷ còn nói,
chỉ cần ta hoàn thành sự tình liền đáp ứng bồi ta một đêm, ta nếu nói láo nửa câu, thiên lôi đánh xuống. Sở Lệ ngón tay chỉ trời hét lớn. Ngươi nói bậy, ta muốn giết ngươi. Nghe nói như thế, Sở Hinh cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ nhào về phía Sở Lệ. Cái gì gọi là đáp ứng ngươi một đêm, Sở Hinh ta như thế nào cũng không phải loại người này. Cũng khó trách nàng tức giận như vậy, Sở Hinh nàng còn muốn gả cho Sở Vân Phi, nếu để cho Sở Vân Phi biết rõ mình là loại người này, đoán chừng không cần Sở Vân Phi động thủ cũng có người tìm nàng gây phiền phức. Sở Hinh tốc độ rất nhanh, nàng cách Sở Lệ cũng gần nhất, trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, lưu quang lóe lên, trực tiếp cắt đầu Sở Lệ. Sở Lệ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh khủng cùng không cam lòng, đương nhiên tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm để hắn nói ra. Sở Lệ vừa chết cũng liền không có chứng cứ, nhưng câu nói cuối cùng Sở Lệ lưu lại kia tuyệt đối sẽ trở thành bóng tối cả một đời Sở Hinh. Coi như Tiêu Phàm không giết nàng, Sở Hinh đời này đoán chừng cũng không làm nổi gì nữa, đây chính là ăn trộm gà còn mất nắm gạo, nàng vì âm mưu bản thân mà trả giá đắt. Sở Hinh, ngươi giết người diệt khẩu sao? Sở Nguyệt đột nhiên nhìn Sở Hinh nói. Phốc, Sở Hinh nghe vậy phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Sư tôn, ngươi phải tin tưởng ta, bọn hắn cùng một chỗ cấu kết với Sở Lệ cố ý hãm hại ta. Sở Hinh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm chân Tam trưởng lão hét lớn. Tam trưởng lão nhìn Sở Hinh một cái, trong lòng xen lẫn một cỗ nội ý. Cỗ này nội ý không phải châm đối Sở Hinh, mà là châm đối Sở Linh Nhi. Sở Hinh là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, Tam trưởng lão tự nhiên biết nàng là dạng người gì, chỉ là một lần này Sở Hinh khó lòng giải bày, lưu ở chỗ này sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Có nhiều quấy rầy, cáo từ. Tam trưởng lão hít sâu một cái, mang theo Sở Hinh liền tại chỗ biến mất. Cái lão phụ bà này chạy ngược lại rất nhanh. Sở Linh Nhi bĩu môi nói. Khóe miệng Sở Nguyệt giật một cái, dám trắng trợn kêu Tam trưởng lão là lão vu bà, đoán chừng cũng chỉ có Sở Linh Nhi. Linh Nhi sư muội, các ngươi hảo hảo nói chuyện, có sự tình gì tùy thời có thể gọi ta. Thái độ Sở Nguyệt đối với Sở Linh Nhi cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản nàng còn muốn cùng Sở Linh Nhi tranh đoạt các chủ thần dược các tương lai, nhưng hiện tại nàng đã thấy rõ ràng hiện thực. Vậy liền phiền phức Nguyệt sư tỷ. Sở Linh Nhi gật gật đầu cười nói, nàng ngược lại là không có phách lối gì. Tiêu Phàm cho Dịch Bằng một cái ánh mắt, Dịch Bằng vội vàng đi theo Sở Nguyệt rời đi, chỉ lưu lại Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi ở trên quảng trường, hai người xấu hổ một trận, không biết mở miệng như thế nào. Ngươi tên Kiếm Hồng Trần, ngươi cố ý tới tìm ta là vì cái gì? Sở Linh Nhi trước tiên mở miệng nói. Ngươi thế nào, bọn hắn không phải nói ngươi là dược nô à? Tại sao lại có lệnh bài các chủ? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn mặc dù biết rõ bản thân không cần lo lắng Sở Linh Nhi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra. Sở Linh Nhi cổ quái nhìn Tiêu Phàm, nói ta đúng là một dược nô, chỉ bất quá bởi vì thân phận ta đặc thù, cho nên lão vu bà kia không dám làm gì ta. Bởi vì ngươi là nữ nhi Sở Lăng Vi, Tiêu Phàm thử hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Linh Nhi đề phòng nhìn Tiêu Phàm. Rút lui mấy bước. Tiêu Phàm nhìn bốn phía ngưng tiếng nói, nơi này có gian phòng riêng hay không, ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai. Sở Linh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng không biết Tiêu Phàm có ý định gì, trong lòng nghĩ thầm, bằng vào thực lực ta hẳn không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta là cao thủ dùng độc, hắn không thể làm gì được ta, xem hắn đến cùng là dạng gì. Đi theo ta. Sở Linh Nhi cuối cùng vẫn gật đầu. Đột nhiên đạp không mà lên, Tiêu Phàm vội vàng đuổi theo. Sau một lát, Sở Linh Nhi mang theo Tiêu Phàm đi tới bên một tòa biệt viện trong chỗ sâu, hai người đi vào gian phòng, Sở Linh Nhi lúc này mới lên tiếng, hiện tại ngươi có thể nói. Chờ ta một chút. Tiêu Phàm gật đầu, trong bàn tay, từng đạo lưu quang bắn ra, sau mấy hơi thở, hắn ở trong phòng bố trí tốt mấy đạo hồn giới, cho dù thần niệm chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể tùy tiện xuyên vào. Cùng lúc đó, thân thể Tiêu Phàm một trận ngọa nguậy, khí tức hồn lực trên người cũng phát sinh biến hóa. Sở Linh Nhi bị dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, trong tay đột nhiên có ra một chuôi đoản kiếm, để phòng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm sau khi biến hóa, trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ.
hiện tại ngươi biết rõ ta là ai chưa? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Ngươi làm sao giống ta như vậy? Sở Linh Nhi ngây ngốc nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng kia cùng với nàng rất giống, dù không nói 100% tương tự, nhưng 80% tương tự vẫn có. Ta tên Tiêu Phàm, tên ngươi cũng không phải Sở Linh Nhi, mà là Tiêu Linh Nhi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, con người hắn nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, muốn nhìn phản ứng Sở Linh Nhi. Ngươi làm sao biết thân phận ta? Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở bàn tay, trong tay xuất hiện một khối ngọc, bên trên ngọc có lít nha lít nhít huyết sắc đường vân. Huyết sắc đường vân một phân thành hai, hiện lên thái cực vần quanh, toàn bộ thông hướng một điểm sáng chính giữa trên miếng ngọc. Đây là huyết văn bàn, người và ta nhỏ mấy giọt máu của mình ở bên trên, nếu như nó có thể dung hợp ở giữa liền đại biểu chúng ta cùng chung huyết thống. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Cũng không đợi Sở Linh Nhi phản ứng, một đạo kiếm chỉ xoẹt qua ngón tay hắn, mấy giọt máu nhỏ xuống bên trên một nửa huyết sắc đường vân. Ý ngươi là huynh đệ của ta. Sở Linh Nhi trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nếu là người khác, Sở Linh Nhi khẳng định không tin, nhưng nàng có thể cảm thụ ra mình cùng Tiêu Phàm có một loại liên hệ thân mật. Hơn nữa, Tiêu Phàm biết rõ cha mẹ của nàng tồn tại, phải biết. Sự tình này là chỉ có những trưởng lão kia biết rõ. Ngươi thử xem rồi sẽ biết rõ. Tiêu Phàm cười cười. Sở Linh Nhi gật đầu, cắt đầu ngón út một cái, máu tươi nhỏ bên trên một nửa đường vân khác. Sau một khắc, huyết văn bàn bỗng hừng hực quang mang, từng đợt huyết sắc quang mang lượn lờ. Đường vân bên trên huyết sắc huyết văn bàn tựa như sống lại, huyết dịch bên trong đường vân nhanh chóng hướng về chính giữa, rất nhanh liền chảy vào cái điểm chính giữa. Quỷ dị là huyết dịch hai người vậy mà thực dung hợp tại cùng một chỗ, mà huyết dịch bên trong đường vân khác hoàn toàn biến mất. Ngươi thực sự là đệ đệ ta. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy ý cười, cha mẹ lúc nào lại sinh cho ta một người em trai. Có lẽ là ca ca. Tiêu Phàm nhún nhún vai, có chút im lặng nói ra, cái này thần kinh Sở Linh Nhi cũng nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ chúng ta là song thai? Bằng không chúng ta làm sao giống nhau như thế? Sở Linh Nhi có loại kích động không hiểu, bản thân đột nhiên có một ca ca hoặc là đệ đệ, đây là điều nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Không sai, chúng ta hẳn là song thai. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng hứng từ đáy lòng cao, đoán được là một chuyện, xác định về sau lại là một chuyện khác. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh xuống, nghi hoặc nhìn Sở Linh Nhi nói, ngươi biết bản thân tên Tiêu Linh Nhi. Không phải Sở Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi đã gặp cha mẹ? Ta chưa thấy qua cha, bất quá mụ mụ tới thăm ta mấy lần, hơn một tháng trước nàng lại tới một lần, đem chân tướng nói cho ta biết, nguyên lai ta có cha. Sắc mặt Sở Linh Nhi trở lên âm trầm. Cha mẹ hiện tại ở đâu? Tiêu Phàm lo lắng nói, hắn bức thiết muốn biết rõ tin tức cha mẹ hắn. Mẹ không có nói cho ta, thời điểm ta hỏi mụ mụ, nàng nói chờ ta đủ mạnh liền có thể tự đi tìm cha. Sở Linh Nhi lắc đầu, trong con ngươi lóe qua một vòng tinh quang. Ngừng lại, Sở Linh Nhi lại nói, mặc dù ta không biết cha ở đâu, nhưng ta biết rõ nơi mụ mụ đi, nàng đi cấm địa Sở gia. Cấm địa, cái gì cấm địa, Tiêu Phàm thập phần nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, sự tình này chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão biết. Sở Linh Nhi lắc đầu, bất quá ta ngẫu nhiên nghe được đại trưởng lão cùng gia chủ một lần nói chuyện. Cấm địa kia cùng vạn thánh dược điển lần này có quan hệ. Đã như vậy, xem ra ta vẫn là phải tham gia vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nguyên bản hắn còn muốn nửa đường buông tha, nhưng hiện tại sự tình cũng không có phát triển như hắn tưởng tượng. Ngươi muốn tham gia vạn thánh dược điển, ta cũng sẽ tham gia, nếu không ai thắng sẽ làm lão đại nhé. Sở Linh Nhi cười nói. Tùy tiện, ta hiện tại cũng không có tâm tư tranh với ngươi cái này. Tiêu Phàm lắc đầu, đúng rồi, người ở chỗ này tạm thời có nguy hiểm hay không? An nguy của Sở Linh Nhi, Tiêu Phàm kỳ thật đã không còn lo lắng, hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy cha mẹ của hắn cùng gia gia Tiêu Hạo Thiên. Trong trí nhớ Sở Vân Bắc, mặc dù có tin tức cha mẹ Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi của hắn, nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Tiêu Hạo Thiên. Bây giờ một ngày đã qua. Trong lòng Tiêu Phàm chỉ có thể hy vọng Sở Vân Bắc có thể mang đến cho bản thân một chút tin tức tốt. Không có nguy hiểm,
mặc dù trong mắt người Sở gia ta là dược nô, nhưng đại trưởng lão một mực không coi ta là dược nô, hơn nữa còn thu ta làm đệ tử đích truyền, chỉ là việc này không ai biết rõ mà thôi. Sở Linh Nhi lắc lắc đầu nói. Mặc dù đối với huynh đệ đột nhiên xuất hiện còn có chút lạ lẫm, nhưng trong lòng nàng đã hoàn toàn không nghi ngờ thân phận Tiêu Phàm. Như thế ta cũng yên lòng, hôm nay chính là Vạn Thánh Dược Điển, vậy ta trước hết rời đi, đồ vật này cho ngươi, thời điểm tìm ta, đưa vào hồn lực liền có thể, bình thường bổ sung cho nó hồn thạch là được. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, lấy ra một hồn điêu giao cho Sở Linh Nhi. Một chỉ bắn ra, hồn điêu lập tức sống lại, hóa thành một cái thất thải tiểu điểu rơi vào đầu vai Sở Linh Nhi. Đây là hồn điêu, Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hồn điêu tiểu điểu này quá chân thực. Không sai, nó cũng có thể thay ngươi giải buồn. Tiêu Phàm cười nói. Sở Linh Nhi gật gật đầu, sau đó lại nhìn tiểu kim trên đầu vai Tiêu Phàm nói, mèo con thật đáng yêu, về sau ta cũng muốn bắt một con làm sủng vật. Nếu không phải là tiểu kim đang ngủ, đoán chừng lại sẽ phát cuồng, nó cho tới bây giờ không cho rằng mình là sủng vật. Tiêu Phàm cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, hồn thú giống tiểu kim dạng này đoán chừng chiến hồn đại lục đều cực kỳ thưa thớt, bất quá Tiêu Phàm vẫn nói ra, về sau nếu như nhìn thấy, bắt được sẽ tặng cho ngươi. Cái này là ngươi nói nha. Sở Linh Nhi nghiễm nhiên cười một tiếng, nhìn qua linh động đến cực điểm. Sau đó hai người nói chuyện phiếm, Tiêu Phàm lại biến thành bộ dáng kiếm hồng trần, triệt hồi hồn giới đi ra biệt viện, rất nhanh liền tìm tới Dịch Bằng. Ta đưa ngươi ra ngoài. Sở Linh Nhi suy nghĩ một chút nói, nàng tạm thời còn không muốn rời đi, Tiêu Phàm cũng ngầm thừa nhận tình cảnh Sở Linh Nhi coi như không tệ, coi như đến thời điểm thực cùng Sở gia vạch mặt, hắn cũng cứu được nàng. Linh Nhi sư muội, vẫn là ta đưa bọn hắn ra ngoài đi. Sở Nguyệt liền vội vàng tiến lên nói. Liền để Sở Nguyệt sư tỷ đưa ta đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Sở Nguyệt một cái. Sở Nguyệt tâm tư xác thực kín đáo, Sở Linh Nhi đưa bọn hắn ra ngoài mà nói đoán chừng còn không có mấy người sẽ cho Sở Linh Nhi mặt mũi, nhưng thời điểm gặp gỡ những người khác miễn không được phiền phức. Dù sao, trong mắt những người khác, Sở Linh Nhi chỉ là một dược nô, mà thân phận Sở Nguyệt không giống, chính là đệ tử đích truyền các chủ thần dược các cũng không có ai dám ngăn trở nàng. Các ngươi cẩn thận một chút. Sở Linh Nhi gật gật đầu, thân phận nàng xác thực tương đối xấu hổ. Yên tâm. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn biết rõ Sở Linh Nhi lại lo lắng Sở Hinh, bất quá Tiêu Phàm biết rõ hiện tại nàng cũng không dám xuất thủ. Nếu là sự tình Sở Lệ bị phát ra ngoài, Sở Hinh nàng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Rất nhanh, Sở Nguyệt liền đem Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng đưa ra khỏi thần dược các, Dịch Bằng đến hiện tại cũng có chút kinh hồn táng đảm, hắn vốn cho là sẽ chết trong thần dược viên, không nghĩ tới vậy mà bình yên vô sự đi ra. Dịch Bằng đi sau lưng Tiêu Phàm, nhìn bóng lưng Tiêu Phàm có cảm giác càng ngày càng cao lớn, đi theo Tiêu Phàm càng lâu, mang đến cho hắn chấn kinh càng nhiều. Dịch Bằng, cho ngươi nhiệm vụ. Tiêu Phàm đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Dịch Bằng nói. Thiếu chủ mời nói, chỉ cần thuộc hạ có thể làm, nhất định hết sức hoàn thành. Dịch Bằng cung kính nói ra. Cái này là ngươi chính mình nói, không nên để ta thất vọng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, quay đầu nhìn về phía bóng lưng Sở Nguyệt đi xa nói, ta cho ngươi nhiệm vụ chính là cố gắng theo đuổi Sở Nguyệt. A, Dịch Bằng mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, trong nháy mắt không tinh khí thần, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cho hắn nhiệm vụ này. Làm sao, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã khó khăn. Thần sắc Tiêu Phàm trầm xuống. Thiếu chủ, ngài nếu để cho ta lên núi đao xuống vạc dầu, thuộc hạ không có chút do dự, nhưng để cho ta theo đuổi Sở Nguyệt, cái này còn khó hơn lên trời. Dịch Bằng đắng chát cười nói. Ngừng lại, Dịch Bằng lại nói, thiếu chủ, ngài ngẫm lại đi, ta chỉ là một đệ tử tiểu gia tộc, Sở Nguyệt nàng là đại đệ tử cao quý các chủ thần dược các, nàng sẽ để ý ta sao? Dịch Bằng nói không phải không có lý, thân phận Sở Nguyệt tại thần dược các là cực kỳ không tầm thường, người theo đuổi nàng đoán chừng đều đếm không hết. Dịch Bằng hắn là một đệ tử tiểu gia tộc, muốn theo đuổi Sở Nguyệt khi nào có thể đến phiên hắn, độ khó lớn bao nhiêu hắn rất rõ ràng. Đệ tử tiểu gia tộc làm sao? Đệ tử tiểu gia tộc liền không phải người sao? Nếu như luận thân phận, chỉ bằng ngươi là thuộc hạ ta,
Sở Nguyệt còn chưa xứng với ngươi. Ngữ khí Tiêu Phàm trầm xuống. Vô luận chỗ nào, hôn nhân đều sẽ có một chút thiên kiến bẻ phái, nhưng tình cảm không có bất kỳ khác biệt thân phận gì. Nếu để cho người khác nghe được Tiêu Phàm nói nhất định sẽ khịt mũi coi thường, Tiêu Phàm quá tùy tiện, cho dù Dịch Bằng cũng có một chút ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn đã thành thói quen mà thôi. Kỳ thật Tiêu Phàm nói cũng không phải không có lý, nếu như để cho người ta biết rõ Dịch Bằng chính là thuộc hạ Tu La Điện Chủ, thân phận Sở Nguyệt lại tính được gì đây? Tu La Điện Chủ, danh xưng một trong tam đại chí cao thần điện chiến hồn đại lục, đây chính là tồn tại kề vai điện chủ chiến thần điện, địa vị điện chủ chiến thần điện cao hơn gia chủ Sở gia rất nhiều. Dịch Bằng dầu gì cũng so với địa vị đại trưởng lão thần dược các cao hơn một chút, liền thân phận mà nói xứng với Sở Nguyệt. Nghe được Tiêu Phàm nói dõng dạc, huyết dịch Dịch Bằng cũng trong nháy mắt sôi trào, bất quá lúc này lại lắng xuống. Thiếu chủ, thuộc hạ cảm thấy nếu như ngài muốn theo đuổi nàng mà nói, khẳng định nước đến mương đến. Dịch Bằng cười ha ha, cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng ngày càng lâu, hắn liền lớn mật. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, trong nháy mắt im lặng, bất quá sau đó lại rất nghiêm túc nói ra, đây là nhiệm vụ thứ nhất ta giao cho ngươi. Vô luận như thế nào nhất định phải hoàn thành. Tiêu Phàm cũng không có tâm tư theo đuổi Sở Nguyệt, chính hắn cũng còn có gút mắc tình cảm không để ý tới như vậy, huống chi, hắn đối với Sở Nguyệt cũng căn bản không ưa. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền hướng nơi xa bay đi, Dịch Bằng có loại xúc động thổ huyết, hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm tại sao phải để hắn theo đuổi Sở Nguyệt. Nếu như Tiêu Phàm ưa thích, nàng cũng sẽ không cùng hắn chủ động, thế nhưng không thích mà nói. Có vẻ như cũng mặc kệ hắn đi, vì cái gì nhất định muốn Dịch Bằng hắn theo đuổi. Hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm chỉ bất quá là tùy ý suy nghĩ một chút mà thôi. Bất quá khi nói ra cái này về sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy nếu như có thể làm một nhóm người thần dược các quy thuận Tu La Điện, trợ giúp phát triển lớn mạnh thì càng có ích lợi rất lớn. Hiện tại Tu La Điện thiếu nhất là cái gì? Nhân tài. Tiêu Phàm cảm giác Sở Nguyệt là một nhân tài. Về sau nếu Tu La Điện cũng làm cái loại hình dược viên này thì hoàn toàn có thể cho nàng quản lý. Dịch Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn một chút thần dược các, trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, sau đó nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, hai người một lần nữa ngồi lên xe Hạo Dương Điểu, Dịch Bằng hỏi, thiếu chủ, đi đâu bây giờ? Về Bắc Ngoại Thành, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hôm nay chính là Vạn Thánh Dược Điển, hắn hiện tại còn muốn đi gặp Hề Lão một lần. Lúc Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng rời đi, trước thần dược các lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, một người trong đó trên mặt còn có thể lờ mờ nhìn thấy hai bàn tay. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra, cầm đầu hai người không phải liền là Mộ Dung Lãng Trần cùng Lăng Ngạo sao? Theo lý thuyết bọn hắn đã sớm rời thần dược các, làm sao hiện tại lại xuất hiện? Kiếm Hồng Trần, Mộ Dung Lãng Trần một tay bụng mặt, hai mắt đỏ bừng vô cùng, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn bạo phát. Vô luận như thế nào, ta đều muốn ngươi chết. Mộ Dung Lãng Trần, Kiếm Hồng Trần thực lực bất phàm, coi như chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, ta xem việc này vẫn là chờ một cơ hội thỏa đáng. Lăng Ngạo cau mày một cái. Hắn mặc dù vẫn luôn đắc tội Tiêu Phàm, nhưng mỗi lần cũng không dám làm mất lòng Tiêu Phàm, luôn cảm giác Tiêu Phàm quá nguy hiểm. Bất quá Mộ Dung Lãng Trần liền không có may mắn như vậy, bị Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi đánh một bàn tay. Sau đó lại bị Tiêu Phàm một cước đạp bay, thù này hắn nhất định phải báo. Có thời điểm giết người không nhất định bản thân phải xuất thủ. Mộ Dung Lãng Trần cắn răng nói, trong mắt đều là vẻ dữ tợn, Sở Vân Phi đoán chừng so với ta còn càng muốn giết chết hắn hơn. Sở Vân Phi, Lăng Ngạo mị mị hai mắt, hắn một cái liền biết rõ ý nghĩ Lăng Ngạo, cái này ngược lại là một kế hoạch không tồi, bất quá hôm nay chính là Vạn Thánh Dược Điển. Sở Vân Phi đoán chừng cũng không dám quấy rối, đây chính là liên quan đến mặt mũi Sở gia. Vậy liền chờ Vạn Thánh Dược Điển xong, chỉ cần có thể giết chết hắn liền được. Mộ Dung Lãng Trần lộ ra sát cơ, hoàn toàn không thèm mảy may che giấu, có thể thấy hắn phẫn nộ thế nào. Giờ phút này, bên trong Nhã Uyển phía trên một ngọn núi thần dược các, Sở Hinh đứng ở trong sân, cúi đầu không dám nói chuyện, sư tôn tam trưởng lão của nàng một ngạt ngồi ở bên cạnh bàn đá. Sư tôn, đồ nhi sai. Sở Hinh rốt cục chịu đựng không nổi áp lực, phù phù một tiếng quỳ gối trước người tam trưởng lão, đồ nhi đúng là muốn hãm hại Kiếm Hồng Trần cùng Sở Linh Nhi, thứ nhất là báo thù,
thứ hai tới là giúp sư tôn nhổ một cái đinh trong mắt, đồ nhi thật không nhận lời Sở Lệ bất luận cái gì, hôm nay nhìn thấy Sở Lệ ta cái gì cũng không biết. Sở Hinh dứt khoát đem tất cả sự tình đều nhất thanh nhị sở nói ra, nàng cảm thấy bản thân mặc dù có sai, nhưng cũng là vì sư tôn của nàng. Nào sẽ nghĩ đến bị Sở Lệ hãm hại, cuối cùng không may là chính nàng, còn bị Tiêu Phàm trả đũa. Nếu như sự tình hôm nay truyền đi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn Sở Hinh ai cũng có thể làm chồng, về sau bị Sở Vân Phi coi trọng, vậy cơ hồ là không có khả năng. Đứng lên đi. Tam trưởng lão bình phục cảm xúc, thản nhiên nói, Hinh Nhi, người từ nhỏ là vi sư nuôi lớn lên, vi sư đối với người còn không biết sao. Mặc dù bụng dạ hẹp hòi nhưng tuyệt đối không phải loại người như vậy, bằng không mà nói, thủ cung xa của ngươi cũng sẽ không còn tồn tại. Tam trưởng lão nói Sở Hinh hẹp hòi, kỳ thật chính nàng hẹp hòi làm sao không nhỏ hơn Sở Hinh đây, chỉ là do nàng chưa từng phát hiện mà thôi. Người bình thường đều có thể nhìn thấy khuyết điểm người khác, lại phát hiện không được khuyết điểm bản thân, có lẽ trong mắt bản thân, tất cả khuyết điểm chỉ là một tập quán mà thôi, kêu niu tơ ý trồ đa tạ sư tôn. Sở Hinh nhìn thấy tam trưởng lão tin tưởng nàng, lập tức quỳ lại thật sâu nói. Tạm thời đừng đi tìm tiện nha đầu kia gây phiền phức. Tam trưởng lão sau đó còn nói thêm. Vâng, sư tôn. Sở Hinh nơi nào còn dám phản bác, bất quá nàng vẫn như cũ có chút không cam tâm. Sư tôn, Sở Linh Nhi chỉ bất quá là một dược nô mà thôi, tối đa cũng chính là được đại trưởng lão hơi coi trọng, nhưng cũng không đến mức nắm giữ các chủ lệnh đi, các chủ lệnh kia có phải là giả hay không. Cổ thành Sở ra còn không có ai dám giả truyền các chủ lệnh, coi như gia chủ cũng phải ước lượng. Thần sắc tam trưởng lão nghiêm lại, lắc lắc đầu nói. Nàng ý tại ngôn ngoại, các chủ lệnh trong tay Sở Linh Nhi tuyệt đối không thể nào là giả, chính là bởi vì như thế, Sở Hinh mới càng thêm chấn kinh thân phận Sở Linh Nhi. Sư tôn, Sở Linh Nhi chỉ bất quá là một dược nô mà thôi, làm sao có thể nắm giữ các chủ lệnh bài. Sở Hinh thập phần tức giận nói. Kỳ thật, thân phận Sở Linh Nhi cũng không chỉ là dược nô, chỉ là ta cũng không nghĩ đến đại trưởng lão vậy mà sẽ đem các chủ lệnh bài cho nàng. Tam trưởng lão mị mị hai mắt, da mặt già nua chen đến cùng một chỗ, thoạt nhìn càng ngày càng già nua. Không chỉ là dược nô, Sở Hinh kinh ngạc. Việc này chỉ có một đám trưởng lão rõ ràng, vi sư nói cho người biết, người cũng không được ra ngoài nói linh tinh. Tam trưởng lão nhắc nhở nói. Mẫu thân Sở Linh Nhi chính là Sở Lăng Vi, muội muội của gia chủ. Cái gì? Sở Hinh nghe vậy trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Thần sắc tam trưởng lão thập phần bình tĩnh, kỳ thật hắn lúc trước nghe được tin tức này cũng rất khiếp sợ. Bằng vào thân phận này, còn không đủ để Sở Linh Nhi nắm giữ các chủ lệnh bài, bất quá ta ngược lại là đoán được một loại khả năng. Tam trưởng lão hít sâu một cái nói. Khả năng gì? Sở Hinh cưỡng ép bình tĩnh xuống, nàng phát hiện mình cùng Sở Linh Nhi so sánh, thực cái gì đều không phải, dù Sở Linh Nhi chỉ là một dược nô. Đại trưởng lão mặc dù không hỏi thế sự, nhưng đối với Sở gia cùng thần dược các đều là trung thành tuyệt đối, người có thể được hắn để ý không nhiều, năm đó gia chủ là một người, cũng từng ban các chủ lệnh bài cho. Tam trưởng lão ngưng tiếng nói. Sở Hinh càng thêm không bình tĩnh. Không cần nghĩ ngợi hỏi, chẳng lẽ Sở Linh Nhi có thể so sánh cùng gia chủ? Cái khác ta không biết, nhưng trên lĩnh vực bồi dưỡng linh điền, Sở Linh Nhi khẳng định không thể kém hơn gia chủ, bằng không đại trưởng lão cũng sẽ không coi trọng nàng như thế. Tam trưởng lão thở dài, về sau không nên đi chọc nàng, gốc cây băng diễm vạn năm của vi sư cũng coi như bỏ. Vâng, sư tôn. Sở Hinh cắn răng nói. Nàng biết rõ bản thân có lẽ vĩnh viễn đều không có khả năng tìm Sở Linh Nhi báo thù. Trở lại thành Bắc đã là lúc trạng vạng tối, Tiêu Phàm không có nghỉ ngơi, để Dịch Bằng mang theo hắn trực tiếp tiến về nơi tiếp đãi người ngoài. Dịch Bằng ngược lại cũng quen thuộc, rất nhanh liền đi tới nhóm vị trí một mảnh cung điện khổng lồ. Thiếu chủ, vùng cung điện này chính là cho người ngoài đến, ba tòa nhà phía trước chính là nơi tu sĩ Nam Vực ở. Dịch Bằng cười nói, mặt khác, ngày mai sẽ có người mang các ngươi tiến về Vạn Thánh Dược Điển. Được, ngươi trở về đi, nếu như Sở Vân Bắc đến tìm, bảo hắn đến nơi này tìm ta. Tiêu Phàm gật đầu, thả người nhảy lên, liền từ trên xe nhảy xuống dưới. Dịch Bằng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, điều khiển loan xe hướng về Trung Thành bay đi.
Tiêu Phàm bình ổn rơi trên một quảng trường, dựa theo hướng Dịch Bằng chỉ về cung điện chỗ tu sĩ Nam Vực ở đi đến. Bốn phía thập phần bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút dị thường, phải biết ban đêm cổ thành Sở ra so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Sự tình khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc đạo lý này, hắn tăng tốc bước chân, xuyên qua mấy tầng cung điện, từng đạo ánh lửa chói mắt tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, ngay sau đó là tiếng ồn ào phức tạp. Nam Vực chỉ các ngươi chút người này, ở cung điện lớn như vậy cũng coi như thôi, liền một người giống luyện dược sư đều không có, còn muốn tham gia vạn thánh dược điển hôm nay. Hôm trước các ngươi để ra một tòa cung điện cho thần vực, hôm qua lại để ra một tòa cho địa vực, hôm nay để một tòa cho linh vực chúng ta lại như thế nào? Tam vực cùng Nam vực chúng ta sát bên thiên vực, đều coi là hàng xóm. Ta thấy Nam vực bọn hắn nói rõ không nể mặt chúng ta, không cho bọn hắn chút bài học, còn thực tưởng mình lợi hại thế nào? Nghe thấy thanh âm ồn ào, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe qua một tia lạnh như băng. Trên quảng trường phía trước một tòa cung điện đứng đầy tu sĩ, bọn hắn ăn mặc khác biệt, rất rõ ràng là đến từ địa vực khác biệt, rất nhiều người ngăn ở cửa đại điện, một mặt nghiền ngẫm nhìn phía trước. Những người phía trước nhất đứng khoảng 100-200 người, tất cả đều phóng khí thế cường đại, khinh thường nhìn cửa đại điện, không ít người thậm chí đã giương cung bạt kiếm. Mà ở cửa đại điện, chật ních tu sĩ Nam Vực lần này tham gia vạn thánh dược điển, sắc mặt mỗi người đều không phải rất dễ nhìn. Nam Vực chúng ta vốn là chỉ phân 3 tòa cung điện, một tòa cuối cùng nếu cho linh vực các ngươi, chúng ta còn có chỗ đặt chân sao? Một bạch y thanh niên Nam Vực lấy dũng khí nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn mấy ngày này một mực bị tu sĩ bát vực gạt bỏ, hơn 100 người đều chen đến một tòa cung điện đã thập phần chen chúc, đừng nói tu luyện chính là ở đều rất không được thoải mái. Bình thường những người này đều là thiên tài đế triều cùng thánh thành, nhưng đến nơi này, ngạo khí bọn hắn trong vòng vài ngày liền bị ma diệt. So với mấy vực khác, thực lực Nam Vực rõ ràng không bằng, phần lớn người chỉ là chiến đế cảnh, càng có số ít người chỉ là chiến hoàng cảnh, mà chiến thánh cảnh cơ hồ tuyệt tích. Đồng dạng thiên tài luyện dược tại một đường luyện dược đi rất nhanh, nhưng thực lực bản thân lại không được tốt lắm, tu sĩ cửu vực 25 tuổi trở xuống đã có thể đột phá chiến đế cảnh, lại có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư có thể xưng là thiên tài. Như Sở Vân Bắc, ngay từ đầu mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng là bát phẩm luyện dược sư, tại cửu vực mà nói cũng là thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói hiện tại Sở Vân Bắc đã đột phá đến chiến thánh trung kỳ, cho dù đặt ở Sở gia cổ thành cùng tuổi một đời cũng hiếm có người có thể so sánh. Không có nơi đặt chân vậy liền ngủ ngoài đường đi, nơi đó không phải là càng thêm rộng rãi sao? Một thanh niên mặc thanh sắc trường bào đạm mạc cười một tiếng. Tại sao các ngươi không ngủ ở ngoài đường đi? Bạch bào thanh niên Nam Vực cau mày một cái, phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như Vân Khê ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra hắn, bởi vì cái bạch bào thanh niên đúng là đường ca Vân Tranh của hắn, lúc trước ở Vô Song Thánh Thành bái tạ Sở gia Sở Văn Hiên, hơn nữa còn đi theo Sở Nhãn Nam. Chỉ là hắn cũng không có chết, đoạn thời gian kia đi theo sư tôn Sở Văn Hiên vừa lúc rời đi Vô Song Thánh Thành làm ít chuyện, tránh thoát một kiếp. Ngươi nói cái gì? Thanh bào thanh niên trợn mắt chừng một cái, khí thế chiến thánh cảnh lao thẳng tới mà ra, Vân Tranh cùng Nam Vực một đám tu sĩ lập tức toàn thân run rẩy lên. Ta nói Mộ Dung Hy, linh vực các ngươi được hay không vậy, không được thì đến phiên Đông Vực chúng ta. Đông Vực không những ở cạnh Nam Vực còn ở cạnh Thiên Vực, chúng ta đều là hàng xóm, một tòa cung điện liền để cho Đông Vực chúng ta đi. Đúng lúc này, một thanh niên mặc kim bào bên cạnh mở miệng nói. Ngữ khí bên trong rất có mấy phần trào phúng. Đầu hắn mang kim sắc phương miện, quý khí chí tôn, một mặt ngạo nghễ, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ khí tức thượng vị giả. Hừ, thanh bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, chừng thanh niên mặc kim bào một cái, hắn tên là Mộ Dung Hy, chính là thiên tài Mộ Dung gia tộc. Trước khi đến Sở gia cổ thành tham gia vạn thánh dược điển linh vực, thiên phú hắn luyện dược chỉ yếu hơn so với Mộ Dung Lãng Trần. Cuối cùng, cho các ngươi một cơ hội, tiếp tục lăn ra ngoài ta có thể thả các ngươi, bằng không mà nói. Trên người Mộ Dung Hy đã tách ra sát khí. Thần vực cùng địa vực muốn một tòa cung điện Nam vực, tu sĩ Nam vực vẻn vẹn dẫy dụa mấy lần liền từ bỏ, mà hiện tại cũng không dám cùng hắn so sánh hăng hái, cái này há không phải nói rõ bản thân linh vực không như thần vực cùng địa vực.
Cái này tự nhiên làm Mộ Dung Hy phẫn nộ không thôi, chỉ là hắn cũng không suy nghĩ, ngay từ đầu có ba tòa cung điện, tu sĩ Nam vực còn có đường lui, mà hiện tại tu sĩ Nam vực lại không có bất kỳ đường lui. Nếu quả thật bị người linh vực chạy tới đường cái, về sau bọn hắn cũng đừng hòng ngẩng đầu trước mặt tu sĩ mấy vực khác. Mộ Dung Hy nói đến đây, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt mấy phần, sát ý càng ngày càng đậm. Bằng không mà nói như thế nào? Không đợi Mộ Dung Hy nói tiếp, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ phái sau vang lên, thanh âm không lớn lại rất có lực xuyên thấu, tu sĩ toàn trường đều nghe nhất thanh nhị sở. Ai đang nói? Mộ Dung Hy khó chịu, lạnh lùng nhìn bốn phía, lúc này đám người phía sau nhường ra một con đường. Nơi xa, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một thanh niên mặc trường bào màu đen, một đầu tóc đen dày đặc trong gió bay lên, trên bờ vai nằm sấp một đầu linh miêu nhỏ màu trắng. Người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nghe thấy đám người nghị luận, Tiêu Phàm cũng đại khái minh bạch phát sinh cái gì. Thân làm một thành viên Nam vực, Tiêu Phàm tự nhiên không vui khi nhìn thấy người khác đi tiểu trên đầu hắn, huống chi, hắn còn cần ở chỗ này một đoạn thời gian. Chẳng lẽ hắn đường đường là Tu La Điện điện chủ còn chạy ra ngủ ngoài đường à, thực sự là trò cười. Vừa nãy là ngươi nói chuyện, xúc sinh ở đâu ra? Mộ Dung Hy nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, lập tức lên cơn giận dữ. Những người khác cũng khinh thường nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là tự tìm cái chết, cũng dám xúc phạm Mộ Dung Hy, không ít người trên mặt lộ ra vẻ xem kịch vui. Phốc phốc, Mộ Dung Hy vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên một đạo quang mang chớp nhấp nháy, ngay sau đó, thân thể Mộ Dung Hy đột nhiên bay ngược mà ra, một cánh tay cao cao ném lên, máu tươi vẩy ra. Hittt đám người hít một hơi lạnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, tất cả ánh mắt mọi người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Không biết khi nào Tiêu Phàm đã biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. À, trong miệng Mộ Dung Hy phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, thân ảnh hắn nhanh chóng rút lui, trong con mắt hắn có một đạo hắc ảnh lấp lóe. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng chà đạp trên lồng ngực hắn. Oanh một tiếng, bàn chân khổng lồ theo Mộ Dung Hy đập rơi phía trên mặt đất bỗng nhiên chấn động, từng đạo liệt phùng tràn ngập bốn phương tám hướng, tóe lên bụi bặm đầy trời. Xuyên thấu qua bụi bặm, đám người nhìn thấy một đạo hắc ảnh, hắn một tay vác lập, dẫm ở trên lồng ngực Mộ Dung Hy, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Dạy ngươi một chút đạo lý làm người, miệng không nên quá thối. Một cánh tay, tính là đại giới cho ngươi. Đạo hắc ảnh kia trùng điệp đá vào xương sườn Mộ Dung Hy. Thân thể Mộ Dung Hy bắn ra, hướng về tu sĩ linh vực đập tới, có mấy người xông lên ngăn trở thân thể Mộ Dung Hy. Lúc bọn hắn tiếp xúc đến Mộ Dung Hy, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn mãnh liệt mà ra, xương tay mấy người răng rắc một tiếng tất cả đều đứt gãy. Sau một khắc, mấy người đồng thời ngã trên mặt đất, một mặt oán độc nhìn bóng đen phía xa. Thật mạnh, đám người kịch liệt run rẩy, người trên mặt treo vẻ đăm chiêu cũng lộ ra vẻ thận trọng. Có thể đánh Mộ Dung Hy không sức hoàn thủ, cái này không phải khủng bố bình thường, như thế nào cũng phải là chiến thánh cảnh, thế nhưng trong tu sĩ Nam vực tham gia vạn thánh dược điển có chiến thánh cảnh sao? Lúc bụi bặm tán đi, đạo hắc ảnh kia lần nữa hiển lộ ra, hắn một người độc lập đứng ở đại điện trước đó. Đưa lưng về phía cửa đại điện cùng tu sĩ Nam vực, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía trước. Bóng đen trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Hắn lạnh lùng nhìn tu sĩ toàn trường, lạnh giọng nói, còn ai muốn tòa cung điện này không? Còn ai muốn tòa cung điện này? Lời nói băng lãnh vang vọng thật lâu tại hư không, nguyên bản tràng diện ồn ào trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, tất cả mọi người bị khí thế trên người Tiêu Phàm chấn nhiếp. Tu sĩ Nam vực kinh ngạc nhìn bóng lưng bình thường kia, nhưng mà giờ phút này bóng lưng kia trong lòng tất cả mọi người giống như thiên địa cao lớn hùng vĩ. Dám chặt một tay của ta, người biết ta là ai không? Ta là linh vực cổ tộc Mộ Dung gia tộc, làm tổn thương ta, người nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Hy nằm tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nhè răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Một cánh tay bị Tiêu Phàm chém xuống. Đây là sự tình hắn chưa bao giờ nghĩ tới, từ nhỏ cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người khác, chưa từng bị những người khác khi dễ qua.
Những người khác nghe thấy Mộ Dung Huy uy hiếp lập tức thần sắc cũng băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người khẽ cười thầm. Có ít người thật đúng là cuồng vọng vô tri, dám cắt một cánh tay của Mộ Dung Huy sư huynh, đây không chỉ một cái mạng liền có thể hoàn lại. Cái nơi khỉ ho có gáy nam vực ngay cả một tên giống hình người đều không có, bây giờ thật vất vả ra một người, đáng tiếc vẫn khó thoát khỏi cái chết. Năng lực cổ tộc không phải một tu sĩ nam vực có thể tưởng tượng, chờ xem, qua một lúc hắn liền biết bản thân sai cỡ nào, xính nhất thời nhiệt huyết, đổi lấy lại là cả đời hối hận. Đám người cũng biến thành lớn mật, người một lời ta một câu, tất cả đều cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm đã là một người sắp chết. Trước mặt cổ tộc thích sảng khoái nhất thời, đây không phải muốn chết sao? Nói xong chưa, Tiêu Phàm nhìn tu sĩ toàn trường một cái, nhưng mà không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn, tại bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm chỉ là được cái miệng mà thôi. Tiêu Phàm cũng không để ý tới bọn hắn, hắn biết muốn cho bọn họ im miệng không dễ dàng, bất quá Tiêu Phàm cũng căn bản không quan tâm bọn họ nói gì. Bởi vì hắn có là biện pháp để những người này im miệng. Chỉ thấy Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Mộ Dung Hy, bên trong ánh mắt tràn ngập hờ hững, nói còn có di ngôn gì, cho ngươi 10 giây. Ha ha, di ngôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Mộ Dung Hy tựa như nghe được trò cười to lớn nhất trên đời, ngay trước mặt nhiều người như vậy giết thiên tài cổ tộc, việc này cần bao nhiêu đảm lượng. Nếu như bọn hắn biết Độc Cô Mạc chắc chính là chết trong tay Tiêu Phàm, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Đáng tiếc. Sự tình đó bọn hắn mặc dù nghe được một chút nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng kiếm hồng trần trong truyền thuyết thế nào. Còn 7 giây, Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, trong lòng Mộ Dung Hy bỗng nhiên lục bộp, con người đen kịt đều lạnh lùng và vô tình, đáng sợ tới cực điểm. Chẳng lẽ gia hỏa này thực dám giết ta? Trong lòng Mộ Dung Hy không tin. Ta là người Mộ Dung gia tộc, người phải biết rõ, ta mà chết, người cũng sẽ có gì tốt. Mộ Dung Hy cảm thụ được khí tức tử vong từ trên người Tiêu Phàm, hắn rốt cục có chút không bình tĩnh. Tiểu tử này chẳng lẽ thực dám giết Mộ Dung Hy hay sao? Thanh niên mặc kim bào, đầu đội kim quan cau mày một cái. Những người khác cũng giống như thế, cảm thụ được vẻ hờ hững trên người Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn hơi hơi động dung. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác Tiêu Phàm không phải đang nói đùa, hắn có lẽ thực dám giết Mộ Dung Hy. Bất quá dám giết cùng thực giết cũng không phải một chuyện. Phần lớn người vẫn cho rằng Tiêu Phàm không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy giết chết Mộ Dung Hy, tối đa chỉ là dọa hắn một chút mà thôi. 3. Thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc vang lên, hắn cách Mộ Dung Hy chỉ có 3 trượng. Mộ Dung Hy thấy thế, lê thân thể bị thương chậm rãi hướng về phía sau, trong con ngươi hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Ta không giết ngươi, thù ta cũng sẽ không báo. Sự tình hôm nay như vậy bỏ qua, người phải biết ta là cổ tộc Mộ Dung gia tộc. Bờ môi Mộ Dung Hy có chút phát run, giờ khắc này hắn cảm giác bản thân cách tử vong rất gần, tựa như có thể đụng tay đến. Đã đến giờ. Không đợi Mộ Dung Hy nói hết lời, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm mang trực tiếp chui vào mi tâm Mộ Dung Hy. Mộ Dung Hy kêu thảm một tiếng, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi nào, một vết máu xuất hiện ở mi tâm hắn. Hắn vẫn như cũ trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn đến chết cũng nghĩ mình là đệ tử cổ tộc Mộ Dung gia tộc, cho rằng không có người nào dám giết hắn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn phải chết, chuyện này đối với hắn nhất định là một loại châm chọc to lớn nhất. Mộ Dung Hy chết, trong đám người có người run giọng nói, cảm giác hậu tâm mát lạnh, toàn thân nổi da gà, đây chính là Mộ Dung Hy đó, vậy mà thực bị hắn giết chết. Hắn thực sự là cuồng vọng hay là vô tri, lửa giận cổ tộc chẳng lẽ hắn có thể chịu đựng nổi sao? Phần lớn ánh mắt người ở đây nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục thay đổi, trở nên có chút sợ hãi, người này nếu không gan to bằng trời thì chính là cuồng vọng vô tri. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, tựa như làm một việc không có ý nghĩa, Độc Cô Mạc chắc hắn còn dám giết thì giết Mộ Dung Hy lại như thế nào đây? Cho dù Mộ Dung Lãng Trần ở đây, nếu như làm ra dạng sự tình này, Tiêu Phàm hắn cũng giết không tha. Huống chi, Mộ Dung Hy vậy mà liên tục nhiều lần khiêu khích hắn, mắng người quá khó nghe, nếu như thả hắn, Mộ Dung gia tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên không thể, đã như vậy, tại sao không được trực tiếp giết hắn? Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không dự định cùng Mộ Dung gia tộc có quá nhiều liên quan,
Mộ Dung Tuyết còn muốn tìm Mộ Dung gia tộc báo thù. Lúc trước nếu như không phải Mộ Dung gia tộc không giúp, Diêm La Phủ cùng Lôi gia làm sao có thể diệt Mộ Dung Tuyết gia tộc. Cho nên từ khi vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm đối với Mộ Dung gia tộc không có bao nhiêu hảo cảm, một thiên tài nho nhỏ, giết cũng liền giết, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc thật đúng là sẽ đem hết toàn lực ứng phó hắn sao? Vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng, cho nên Tiêu Phàm căn bản không kiêng nể gì giết Mộ Dung Hy, Tiêu Phàm cũng không có ý định dừng tay. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc kim bào mang theo kim quan, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng muốn tòa cung điện này à? Hiện tại cho ngươi, ngươi có muốn không? Hiện tại cho ngươi, ngươi có muốn không? Lời nói này nhất định chính là khiêu khích trần trụi, thanh niên mặc kim bào quả thực là một câu đều không dám nói ra, nếu như là thực lực luyện dược, hắn thập phần tự tin. Nhưng thực lực hắn cũng chỉ tương đương cùng Mộ Dung Hy đều không có một chút sức phản kháng nào, hắn làm sao lại là đối thủ Tiêu Phàm? Nếu như là trước đó, hắn cũng không tin Tiêu Phàm dám giết hắn, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không dám nghi vấn sát tâm của Tiêu Phàm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm giết chết Mộ Dung Hy xong vậy mà kẻ thứ nhất đối phó là hắn, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, tựa như khó chịu như ăn chuột chết. Rõ ràng là bị đối phương uy hiếp, nhưng hiện tại chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh đảo qua tu sĩ đông vực khác, những người kia cũng cúi đầu, không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng. Tu sĩ nam vực thấy thế cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mấy ngày nay qua quá oan uổng, hôm nay rốt cục mở mày mở mặt một phen. Hồi lâu, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay người, hướng về phương hướng tu sĩ nam vực nhìn lại, những người khác thấy thế buông lỏng một hơi, nhìn người này cũng là không dám cùng tu sĩ cửu vực là địch. Nhưng mà lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại tiếp tục vang lên, tất cả mọi người biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không có tính toán đình chiến. Vừa nãy các ngươi nói có người cướp đi hai tòa cung điện khác, là ai cướp, chỉ cho ta. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, nếu khi dễ đến trên đầu, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không chủ động khi dễ người, nhưng cũng cho tới bây giờ không để bị người khác khi dễ, quy tắc thế giới tu giả rất đơn giản, không muốn bị giết vậy cũng chỉ có mạnh lên. Những ngày qua, sát tâm Tiêu Phàm đã thu liễm rất nhiều, bằng không, thanh niên mặc kim bào kia sớm đã chết. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, có hai đám tu sĩ thần sắc trở lên khó coi, bởi vì cướp đoạt cung điện nam vực chính là những người này. Bọn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tu sĩ nam vực, có ít tu sĩ nam vực vừa muốn mở miệng, song khi nhìn thấy ánh mắt những người kia lại nhao nhao cúi thấp đầu. Tiêu Phàm cau mày một cái, nguyên bản hắn coi là bản thân giết Mộ Dung Hy đã đủ để chấn nhiếp toàn trường, tu sĩ nam vực cũng phải có chút dũng khí. Nhưng mà hiện tại nhìn biểu hiện tu sĩ nam vực làm hắn quá thất vọng, nếu như ngay cả dũng khí báo thù đều không có, tu luyện có ý nghĩa gì chứ? Tu giả không phải là khống chế vận mệnh chính mình, không cho người khác chà đạp, tự do tự tại sống sót sao? Chí ít, trong lòng Tiêu Phàm cho là như thế, nếu như tu luyện quá uất ức, còn không bằng làm một người bình thường cho thống khoái. Đều là thứ hèn nhát, Tiêu Phàm lạnh lùng quét tu sĩ nam vực một cái, cho dù bọn hắn không mở miệng, Tiêu Phàm cũng muốn đem hai tòa cung điện kia trở về. Hắn vừa hỏi như vậy chỉ là cho bọn hắn cơ hội tìm về tôn nghiêm bản thân mà thôi. Người cướp cung điện chúng ta là người thần vực và địa vực. Lúc Tiêu Phàm quay người, đột nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên, lại nhìn thấy Vân Tranh đột nhiên tiến lên một bước, tựa như là dùng hết toàn lực gào thét ra. Hắn cũng không biết bản thân ra mặt có phải làm đúng hay không, nhưng trong lòng hắn nghẹn ngụm nộ khí không cách nào phát tiết ra. Những năm này, hắn một mực đi theo Sở Văn Hiên cùng Sở Nhãn Nam, thời gian trôi qua rất thoải mái, nhưng trên thực tế trong lòng hắn rất ngột ngạt. Khi thấy Tiêu Phàm cùng Vân Khê bọn hắn khoái ý ân cừu, trong lòng hắn cũng rất muốn hướng tới loại sinh hoạt này, đáng tiếc tính cách hắn đã quyết định hắn không có khả năng như thế. Thần vực và địa vực, Tiêu Phàm gật đầu, kỳ thật không cần Vân Tranh nói Tiêu Phàm cũng đã biết rõ, hắn chỉ là muốn nhìn xem tu sĩ nam vực đến cùng có một người nào là đàn ông hay không. Nghe nói như thế, tu sĩ thần vực cùng địa vực lạnh lùng quét Vân Tranh một cái, có mấy cái khí thế càng là hướng về phía Vân Tranh. Vân Tranh chỉ là chiến đế sơ kỳ mà thôi, nào là đối thủ của những người kia. Cút, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, một cỗ khí thế bàng bạc bạo phát ra,
từng đạo khí thế đối nghịch xông thẳng những tu sĩ kia. Phốc phốc phốc, thanh âm thổ huyết liên tục vang lên, càng có mấy người chịu phản phệ, trực tiếp hôn mê, bên trong bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là chiến thánh sơ kỳ, nào có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết người, hoàn toàn không cần mở miệng hỏi, trực tiếp đem tu sĩ hai vực giết không còn một mảnh, ở cổ thành Sở gia, trừ đối phó người Sở gia, Tiêu Phàm thật đúng là không cần cố kỵ quá nhiều. Các hạ chẳng lẽ muốn giết tất cả mọi người chúng ta hay sao? Thấy có người nằm bất động, một tu sĩ địa vực mở miệng nói, thần sắc không phải rất dễ nhìn. Nếu như các ngươi không ngại chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn một cái, tựa như lại nói một việc rất phổ thông. Ở trong mắt Tiêu Phàm, giết một người cũng là giết một đám cũng là giết, chỉ là hắn không lạm sát mà thôi, nếu như những người này muốn chết, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cố kỵ gì. Người kia vội vàng ngậm miệng không nói, vừa nãy Mộ Dung Hy không phải cũng phách lối như thế à, cuối cùng không phải là bị Tiêu Phàm giết chết sao? Ngươi tên là gì, trở về ngươi đi theo ta, những người kia có bộ dáng gì, tên là gì, từng cái chỉ ra cho ta. Tiêu Phàm nhìn Vân Tranh nói, hắn kỳ thật cũng không quen biết Vân Tranh, nếu như biến thành hình dạng lúc đầu, Vân Tranh ngược lại biết hắn. Có Tiêu Phàm nói câu này, Vân Tranh tự nhiên không kiêng nể gì cả, nộ khí trong bụng hắn nghẹn hồi lâu giờ có thể tung ra. Những người khác hâm mộ nhìn Vân Tranh, bọn hắn có chút hối hận, sớm biết rõ thế thì bản thân nên đứng ra, nếu như có thể đi theo cường giả như Tiêu Phàm, về sau còn có cái gì phải sợ đây. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Vân Tranh hít sâu một cái bình phục suy nghĩ, nói ra, ta tên Vân Tranh, ta cũng không biết bọn hắn tên là gì, bất quá ta nhìn thấy những người kia, ta có thể nhận ra. Vậy liền từng chỉ từng tên ra cho ta. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hồn lực bàng bạc thả ra bao phủ toàn trường, lạnh giọng nói, bắt đầu từ hiện tại, ai nếu động, ta liền giết người đó. Ai nếu động, ta liền giết người đó. Tiêu Phàm nói cực kỳ cuồng vọng, bá đạo, nếu trước đó nghe được, khẳng định chỉ coi là một chuyện cười, nhưng hiện tại cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người Tiêu Phàm, bọn hắn thật đúng là không dám động. Bên trong những người này mặc dù không thiếu cường giả, nhưng tu vi so sánh cùng Tiêu Phàm lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Tiêu Phàm giết chết Mộ Dung Hy còn rõ mồn một trước mắt, việc này không phải người bình thường có thể làm ra. Giờ phút này, thần sắc tu sĩ thần vực cùng địa vực trở nên khó chịu, chẳng lẽ đám người thực lưu ở chỗ này, mặc cho gia hỏa này giết. Nhất là tu sĩ thần vực, từng người thần vực bọn hắn tự cho mình là nhất, bởi vì vị trí thần vực là vị trí chiến thần điện đóng đô, vô luận là tài nguyên hay là thiên địa linh khí đều không phải bát vực khác có thể so sánh. Tu sĩ thần vực có thiên phú và tiềm lực cũng so với bát vực khác mạnh hơn, điều này cũng làm cho rất nhiều người dưỡng thành tính cách cuồng ngạo. Cái gì, thực coi mình là ai? Lúc này, rốt cục có người cực kỳ khinh thường mở miệng nói, quay người liền hướng đoàn người phía ngoài đi. Chết! Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ trào phúng, khinh thường nhìn Tiêu Phàm, người nói chết thì chết sao? Phù phù! Lời nói Tiêu Phàm cứng rắn, thân thể người kia bỗng mềm nhũn ngã xuống đất, lại không có bất luận âm thanh gì. Chết rồi, đám người kinh ngạc lên tiếng, thân thể có chút lạnh, đây là thủ đoạn gì, tại sao có thể cách không giết người? Linh hồn công kích, có người hoảng sợ nói. Ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ, nhất là những kẻ khinh thường Tiêu Phàm, những tu sĩ vừa chuẩn bị rời đi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đại biến. Nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Phàm chỉ uy hiếp bọn hắn một cái mà thôi, sẽ không thực động thủ, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện bản thân thực quá khinh thường Tiêu Phàm. Cũng may kẻ thứ nhất bị chết là tu sĩ kia mà không phải bọn hắn, bằng không không may chính là bọn hắn. Còn ai muốn đi, Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, giờ khắc này nào còn có ai dám ngoi đầu lên. Cho dù toàn bộ bọn hắn rời đi. Nếu như Tiêu Phàm thi triển linh hồn công kích thì đoán chừng cũng phải chết không ít người. Ai cũng có tâm lý may mắn, nhưng đồng dạng, ai cũng sợ chết, vạn nhất người chết là bọn hắn thì sao? Hơn nữa, có tu sĩ mấy vực cũng không có đắc tội nam vực cho nên căn bản không cần đi mạo hiểm, nam tử kim bào kim quan cũng thập phần may mắn, cũng may bản thân không có ra mặt. Không đi đúng không? Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng.
khóe miệng đám người giật một cái, bọn hắn ngược lại là muốn đi mà, cũng biết Tiêu Phàm là đang giết gà dọa khỉ, nhưng bọn hắn thật đúng là có chút sợ hãi Tiêu Phàm. Vân Tranh, tiếp tục. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Vân Tranh nói. Được. Vân Tranh hít sâu một cái, hắn cũng bị sự cường đại của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, đây quả thực là một người chấn nhiếp toàn trường, Nam vực ta có người như vậy, lo gì không cường thịnh. Vân Tranh hít sâu một cái hướng về phương hướng tu sĩ địa vực cùng thần vực đi đến, Tiêu Phàm đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Thần sắc tu sĩ địa vực cùng thần vực khó xử, có mấy người rút rút cổ, lúc trước bọn hắn nháo hung nhất, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng sự tình hôm nay biến thành dạng này. Kẻ này, còn có kẻ này. Vân Tranh đem từng tu sĩ hai ngày trước nhục nhã bọn hắn chỉ ra. Tu sĩ bị chỉ ra sắc mặt có chút trắng bệch, không cần nghĩ cũng biết rõ hậu quả khi bị chỉ ra, lấy tính cách Tiêu Phàm sát phạt quả đoán, muốn sống sót cũng rất khó. Bất quá bọn hắn cũng không có chạy trốn, bởi vì trong lòng bọn hắn còn có một tia may mắn, qua một lúc thật muốn chiến đấu, bọn hắn chưa hẳn không thể trốn ra ngoài. Lúc này, tất cả tu sĩ bước Nam vực giao ra đại điện vậy mà nhiều đến 13 người. Thần sắc 13 người đạm mạc nhìn Tiêu Phàm. Đứng ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu dám làm thì dám thừa nhận, đều đi ra cho ta, chúng ta hảo hảo tính toán. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn 13 người này. Hắn không nghĩ tới, một phương thần vực lại có 9 người nháo sự, ngược lại là địa vực chỉ có 4 người mà thôi. Hơn nữa, 9 người thần vực kia có 5 chiến thánh cảnh sơ kỳ, 4 người khác cũng là chiến đế đỉnh phong, người địa vực chỉ có 1 chiến thánh sơ kỳ. 3 người khác đều là chiến đế hậu kỳ. Những người này thực lực tự nhiên không lọt mắt Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng nhìn ra một vấn đề, thực lực tu sĩ thần vực chỉnh thể cường đại hơn khu vực khác không ít. Chỉ là không biết những người này có là người chiến thần điện, nếu như là người chiến thần điện, Tiêu Phàm thật đúng là không có dự định buông tha. Sợ ngươi hay sao? Một thanh niên tử bào thần vực đứng ra, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm. Có kẻ thứ nhất tự nhiên cũng liền có kẻ thứ hai, 12 người khác trong nháy mắt tất cả đều đứng ra, đạm mạc nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn tin, cho dù thật muốn động thủ, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, huống chi, người phía sau cũng chưa chắc liền trơ mắt như thế nhìn bọn hắn bị giết. Nếu như người một vực chết ở chỗ này, sở ra cuối cùng khẳng định sẽ không ngồi yên, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không có diệt sát tu sĩ Nam vực. Nói một chút đi. Bồi thường tổn thất Nam vực như thế nào? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, bắt đầu là hắn chuẩn bị diệt những người này, nhưng hiện tại Tiêu Phàm thay đổi chủ ý. Người Nam vực trừ Vân Tranh đều là thứ không cốt khí, Tiêu Phàm hắn cũng không phải kẻ ba phải, không cần thiết tiếp tục vì bọn hắn ra mặt. Nếu bản thân bọn hắn không quan tâm, Tiêu Phàm tại sao phải giàu gì, còn không bằng kiếm chút lợi ích thực sự. Bồi thường, 13 người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Bọn hắn nguyên bản đã chuẩn bị đại chiến một trận, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại muốn bọn hắn bồi thường. Hai tòa cung điện, cái khác không nói, liền nói phí ăn ở, mỗi tòa cung điện một đêm tốn 1-2 ức cực phẩm hồn thạch không tính quá phận đi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm mở miệng nói. Một đêm 1-2 ức cực phẩm hồn thạch phí ăn ở. 13 người khóe miệng giật một cái. Ngươi coi hai tòa cung điện này là cái gì, ở một đêm tốn 1-2 ức, cái này không phải thượng phẩm hồn thạch, mà là cực phẩm hồn thạch, ngươi xác định không có nói nhầm chứ. Bọn hắn mặc dù coi như giàu có nhưng đây là hơn ức cực phẩm hồn thạch, không phải ai đều có thể cầm ra được. Bất quá tu sĩ mấy vực khác lại buông lỏng một hơi, bồi thường hồn thạch không liên quan đến bọn hắn. Trong lòng đám người giận mắng một trận, ngươi muốn bồi thường liền nói muốn bồi thường đi. Cũng không cần phải khiến người cơ khác khẩn trương như thế, làm hại lão tử kém chút tè ra quần. Chỉ cần hồn thạch có thể giải quyết vấn đề, rất nhiều người nhìn đến đều không phải vấn đề. Đương nhiên, phí ăn ở chỉ là một cái phương diện, ngoài ra còn có tổn thất tinh thần, người nhìn các ngươi đem tu sĩ Nam vực chúng ta dọa đến không dám nói chuyện. Tiêu Phàm tiếp tục nói, biểu lộ thành khẩn, mảy may không có ý tứ cố ý làm khó dễ. Lần trước mặc dù kiếm được 25 ức cực phẩm hồn thạch nhưng muốn đem tu la điện lớn mạnh thì vẫn còn thiếu rất nhiều, nếu như có thể từ trên người bọn hắn lại lừa vài ức, đó là việc không thể tốt hơn. Bất quá tu sĩ cửu vực không nghĩ như vậy, phí ăn ở còn dễ nói,
tiền tổn thất tinh thần là cái gì. Nếu như thực lực đủ mạnh, bọn hắn căn bản lười nói nhảm cùng Tiêu Phàm, đoán chừng trực tiếp một bàn tay chém giết. Tiền tổn thất tinh thần liền dựa theo đầu người cũng được, ta nhớ Nam vực hình như có 150 người, mỗi người làm sao đến cũng phải bồi thường ngàn vạn cực phẩm hồn thạch đi, tổng cộng cũng chính là 15 ức. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh. 13 người nghe vậy trong lòng hung hăng co quắp, 15 ức cực phẩm hồn thạch, bọn hắn làm sao có thể cầm ra. Bất quá, thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, lại tăng thêm phí ăn ở, liền dựa theo một tòa cung điện mỗi đêm tính toán 2 ức, hai tòa cung điện coi như 8 ức, hết thảy cộng lại chính là 23 ức. Địa vực chúng ta chỉ ở một buổi tối. Thanh âm Tiêu Phàm còn chưa nói xong thì một tu sĩ địa vực vội vàng mở miệng nói. Vị huynh đệ kia tính toán tỉ mỉ như thế, xem ra chính là làm ăn, ngươi nói không sai, vậy liền trừ đi 2 ức, lại thay các ngươi trừ đi số lẻ, liền tính 20 ức. Tiêu Phàm thập phần thở mạnh nói ra. Chẳng biết tại sao trong lòng tu sĩ địa vực có chút may mắn, trừ 2 ức, vậy cũng không tệ, dù sao 2 ức cũng không phải số lượng nhỏ. Tu sĩ mấy vực khác lại nhìn có chút hả hê, sự tình này cùng bọn hắn không quan hệ. Bất quá khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm nói tiếp, kém chút tức giận không nhẹ. Các ngươi tự phân phối, ta chỉ muốn một cái kết quả, nếu như không có hồn thạch vậy ta cũng chỉ có cách giữ tất cả mọi người lại, đây chính là cho các ngươi cơ hội mượn tiền hai vực còn lại. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét tu sĩ linh vực cùng đông vực một cái. Hắn biết, muốn để địa vực cùng thần vực gom góp 20 ức cực phẩm hồn thạch là rất khó, dứt khoát liền đem tất cả mọi người lưu lại. Lần này không hung ác gõ các ngươi một lần thì thật đúng là xin lỗi người động thủ đối với Nam vực rồi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. 20 ức cực phẩm hồn thạch, nếu đổi lại một tên đệ tử dòng chính cổ tộc cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Nhưng ở đây là tu sĩ bát vực, mấy vực khác chí ít đều có 150 người trở lên, nhiều đến 200 người, bát vực cộng lại không sai biệt lắm chừng 1.500. 20 ức cực phẩm hồn thạch. Bình quân xuống cũng liền mỗi người 140.150 vạn hồn thạch, cho dù tu sĩ chiến đế cảnh đều miễn cưỡng có thể góp ra, huống chi còn có nhiều chiến thánh cảnh như vậy. Hơn nữa những thiên tài cổ tộc đó đều giàu đến chảy mỡ, Tiêu Phàm tự nhiên muốn hung hăng dọa dẫm một chút. Lúc nào gom góp xong thì có thể rời khỏi, đương nhiên các ngươi có thể đợi, đợi đến ngày mai vạn thánh dược điển bắt đầu, người sở ra tới đón các ngươi, bất quá ta không chắc tùy thời đều giết mấy người. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói. Đám người nghe vậy trong lòng lộp bộp một cái, bọn hắn thật đúng là nghĩ như vậy, một khi vạn thánh dược điển bắt đầu, Tiêu Phàm khẳng định không dám trễ nải. Bất quá nghe nói như thế, đám người liền bắt đầu rối loạn lên. Lúc này, tử bào thanh niên thần vực mở miệng nói, hiện tại bắt đầu, thời gian trong một nén nhang, mỗi người gom góp 140 vạn cực phẩm hồn thạch, bằng không mà nói, đừng trách giả cô ảnh ta không khách khí. Ta đây có 50 vạn cực phẩm hồn thạch, ta chỉ là chiến đế sơ kỳ, đây đã là toàn bộ gia sản của ta. Ta chỉ có 80 vạn, ai cho ta mượn 40 vạn, coi như hồ lão tam ta thiếu hắn một cái nhân tình. Ta đây vừa lúc có 140 vạn. Theo tử bào thanh niên, hiện trường lập tức trở nên sinh động, Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn tử bào thanh niên giả cô ảnh một cái. Là một nhân vật quyết đoán. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Không khỏi xem trọng giả cô ảnh một cái. Chỗ cửa thành giao giữa trung thành cùng ngoại thành có mấy đạo thân ảnh đi qua đi lại, thần sắc vô cùng nóng nảy. Tứ thiếu, đột nhiên, trong đó một người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nơi đó đang có ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Người tới không phải ai khác, chính là Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mộ Dung Lãng Trần ba người rơi xuống mặt đất, nhìn mấy người kia cau mày một cái, trong mắt có một chút không thích, ta nói sẽ kịp thời chạy về, chẳng lẽ các ngươi còn không tin ta? Có chuyện gì tìm Mộ Dung Hy là được? Không phải, tứ thiếu, Mộ Dung Hy sư huynh, hắn chết rồi. Mấy người bị khí thế Mộ Dung Lãng Trần chấn nhiếp, trong đó một người lấy dũng khí nói ra. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến có một số người cũng không đi trụ sở Nam vực quấy rối. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Hy bị giết, trước tiên sẽ tới cửa thành chờ đợi Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn. Đương nhiên, cho dù Tiêu Phàm biết cũng sẽ không đặt ở trong lòng,
Mộ Dung Lãng Trần thì như thế nào, không phải là bị bản thân đập bay như thường sao? Cái gì? Mộ Dung Lãng Trần lông mày nhíu lại, sát khí băng lãnh từ trên người hắn nở rộ mà ra, là ai gan chó lớn như vậy, ngay cả người nhà Mộ Dung ta đều dám giết. Giờ phút này Mộ Dung Lãng Trần đang giận trên đầu, trước đó bị Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi đánh một bàn tay, trong lòng kìm nén một hơi không cách nào phát tiết. Tiêu Phàm cường đại cũng liền thôi, ngoại thành vẫn còn có người dám giết người Mộ Dung gia tộc hắn, lửa giận Mộ Dung Lãng Trần trong nháy mắt bộc phát. Là một tu sĩ nam vực, không biết hắn tên gọi là gì, hiện tại bọn hắn đang dương cung bạt kiếm, mấy người chúng ta đành phải đến nơi này tìm tứ thiếu xin giúp đỡ. Người kia sắc mặt khó xử nói. Thật đúng là một đám phế vật, ngay cả tên đều không biết đã bị người ta giết. Mộ Dung Lãng Trần bùng lên lửa giận, hắn tới cổ thành Sở ra khắp nơi vấp phải trắc trở, liền không có đụng một việc vui vẻ nào cả. Khí thế Mộ Dung Lãng Trần vô cùng cường đạo. Mấy tu sĩ chiến đế cảnh chỗ nào chịu đựng được, đứng ở đó nơm nớp lo sợ. Cùng ta trở về, ta cũng phải nhìn xem là ai dám giết người Mộ Dung gia tộc ta, ta phải lột ra hắn. Mộ Dung Lãng Trần hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng TVE nơi ở. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ nhìn nhau, hai người cảm giác được một cỗ bất an, bất quá vẫn cùng đi theo. Trước cung điện tu sĩ Nam Vực ở. Tiêu Phàm ngồi ở trên ghế bành lẳng lặng chờ đợi tu sĩ bát vực đối diện góp vốn. Kỳ thật cho dù bọn hắn thực không thể gom được 10 ức cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm cũng sẽ không giết bọn hắn. Nếu người tham gia vạn thánh dược điển đều chết, đến thời điểm đó Sở ra liền không dễ chịu, Tiêu Phàm cũng chỉ là dọa bọn hắn một chút mà thôi, dù sao ai cũng đều sợ chết. Hắn đem những người giả cô ảnh kia tìm ra, chính là chuẩn bị giết gà dọa khỉ, chỉ là về sau thay đổi ý nghĩ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng tin tưởng thực lực mấy người khẳng định có thể chấn nhiếp toàn trường. Quả nhiên, đám người giả cô ảnh không để Tiêu Phàm thất vọng, tất cả mọi người hừng hực khí thế bận bịu. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, sắc mặt giả cô ảnh hơi có chút khó coi, cầm mấy mai hồn giới đi đến trước mặt Tiêu Phàm. Đủ rồi, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra. Giả cô ảnh lắc đầu, hít sâu một cái nói, chỉ có 19 ức. Hơn nữa trong đó còn có không ít hồn thạch tạp. Ngươi tìm mấy người đem hồn thạch trên hồn thạch tạp đổi một chút. Tiêu Phàm có chút khó chịu, bất quá nhìn chân trời, thời gian đã không còn sớm, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian chơi cùng bọn hắn. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm nếu hung ác một chút, hắn tin tưởng tuyệt đối không chỉ lấy được 19 ức cực phẩm hồn thạch. Dạ cô ảnh nhíu mày nói, nơi này là cổ thành Sở ra. Hồn thạch tạp chiến thần điện cấp cho chỉ có thể đổi ở ngoại giới. Thôi, hôm nay tính các người vận khí tốt, 19 ức liền 19 ức. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đưa tay vung lên, mấy cái hồn giới lập tức toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Sau đó Tiêu Phàm đứng dậy, quay đầu lần nữa nhìn về phía đám người giả cô ảnh nói, đúng rồi, hai tòa cung điện đó các ngươi còn ở hay không? Giảm giá cho các ngươi 20%, một đêm một ức 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Thấy thế nào? Trên mặt đám người co quắp một trận, còn giảm còn 80%, tám em gái ngươi a, một ức 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch một đêm, thực uổng cho ngươi nghĩ ra. 19 ức cực phẩm hồn thạch đều là thật vất vả góp ra, ai còn có thể một đêm gom góp một ức 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch đây? Không cần. Dạ cô ảnh không chút do dự lắc đầu, những người khác cũng vội vàng mở miệng nói, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi vừa nãy không phải nói muốn ở một tòa sao? Tiêu Phàm đột nhiên cười tủm tỉm nhìn thanh niên kim bào kim quan đông vực nói. Kim bào kim quan thanh niên liền vội vàng lắc đầu, nói ra ta chỉ là nói đùa mà thôi, huynh đài không nên đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm gật gật đầu, khoát tay một cái nói, vậy liền giải tán đi. Tên khốn kiếp nào giết người nhà Mộ Dung ta, ăn tim gấu gan báo rồi sao? Cút ra chịu chết cho ta, lời còn chưa dứt. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn trường. Đám người chuẩn bị tán đi liền quay người nhìn lại, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về bên này lại gần, phía trước mấy người chính là Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần đến, lần này có ý tứ, Mộ Dung Lãng Trần là chiến thánh cảnh trung kỳ, người này khẳng định không phải đối thủ của hắn. Không chỉ là Mộ Dung Lãng Trần còn có Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ, bọn hắn cũng là chiến thánh cảnh trung kỳ. Vừa nãy người địa vực cùng đông vực giao ra không ít hồn thạch. Có trò hay nhìn rồi,
vừa nãy hắn phách lối lâu như vậy, lần này nhìn hắn còn phách lối thế nào. Đám người nhận ra người đi đến, không ít người bắt đầu cười lạnh, bọn hắn đều cống hiến không ít hồn thạch cho Tiêu Phàm, làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đến, bọn hắn tự nhiên muốn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng. Cung điện Nam Vực đã bỏ trống, nơi này đã không liên quan đến chúng ta, cáo từ. Cũng đúng lúc này, Dạ Cô Ảnh đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, quay người liền rời đi. Tu sĩ thần vực vội vàng đuổi theo, bọn hắn ngược lại rất muốn lưu lại xem kịch vui, nhưng Dạ Cô Ảnh đều đi, bọn hắn tự nhiên không dám lưu lại. Chúng ta đi. Lại có tu sĩ mấy vực quay người rời đi, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Bởi vì lúc ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một tia nghiền ngẫm. Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ nhìn thấy tu sĩ bốn phía nhao nhao rời đi, trong lòng thập phần không hiểu, không phải nói những người này cùng tu sĩ Nam Vực đã dương cung bạt kiếm sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là dương cung bạt kiếm? Nếu như dương cung bạt kiếm mà nói, bọn hắn lại làm sao có thể rời đi? Lúc đám người tán đi, Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ bỗng ngừng bước chân một cái, ánh mắt ba người đồng thời tụ tập trên người một người. Người kia tự nhiên không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm, vừa nãy bởi vì đám người ngăn cản, bọn hắn không thấy được Tiêu Phàm, cho nên không cố kỵ gì. Mộ Dung Lãng Trần càng phách lối không thôi, trắng trợn kêu gào, nhưng hiện tại, tâm muốn chết hắn đều có. Trong lòng hắn giận mắng không thôi, làm sao đi tới chỗ nào đều gặp tên sát tinh này đây. Hơn nữa mỗi lần gặp được Tiêu Phàm đều không có sự tình tốt phát sinh. Mộ Dung Lãng Trần rất muốn xoay người rời đi, xem như cái gì cũng không thấy. Tứ thiếu, chính là hắn giết Mộ Dung Hy sư huynh, ngài nhất định phải làm thịt hắn, thay Mộ Dung Hy sư huynh báo thù. Mấy người đi theo Mộ Dung Lãng Trần đến, một người trong đó mở miệng nói. Mộ Dung Lãng Trần nghe vậy, thân thể lảo đảo một cái, kém chút đứng không vững, hận không thể một cái tát chết tiểu tử kia. Để cho ta làm thịt Kiếm Hồng Trần. Kiếm Hồng Trần không làm thịt ta nghe còn được. Mộ Dung Lãng Trần quả thật rất muốn làm thịt Tiêu Phàm, nhưng mấu chốt là hắn làm gì có thực lực. Liền Độc Cô Mạc Trác đều bị hắn giết, hơn nữa lúc đó hắn có vẻ như vẫn chỉ là chiến thánh sơ kỳ, hiện tại khí tức trên người mạnh hơn, Mộ Dung Lãng Trần chỗ nào còn là đối thủ của hắn. Nghe thấy cấp dưới nói, trong lòng Mộ Dung Lãng Trần lột bột một cái, hận không thể một tay diệt hắn, tiểu tử này căn bản đang kéo cừu hận cho mình mà. Trong lòng hắn cũng có chút hối hận, bản thân vừa nãy tại sao phải phách lối như thế. Sớm biết rõ Kiếm Hồng Trần ở chỗ này, ta liền không đến a, có bao nhiêu xa trốn bao xa. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng như Lâm Đại Địch nhìn Tiêu Phàm cường đại đã xâm nhập lòng người, đây chính là quái vật liền Sở Vân Phi đều không để vào mắt. Mấy người đứng ở đó, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán. Còn không nghe thuộc hạ ngươi nói sao, tới làm thịt ta đi, báo thù cho Mộ Dung Hy. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, đạm mạc nhìn Mộ Dung Lãng Trần mấy người. Ta, Mộ Dung Lãng Trần nghẹn hồi lâu, quả thực là một câu đều nói không ra. Những người khác cảm giác có chút không thích hợp, bình thường Mộ Dung Lãng Trần không phải rất cường thế à, làm sao hôm nay giống như trở thành một người khác à. Hắn vừa nãy kiêu căng phách lối. Làm sao trong nháy mắt uể oải suy sụp. Ngươi vừa nãy không phải nói muốn ta lăn ra chịu chết à, hiện tại ta đi ra, ngươi còn đang chờ gì đây? Ngữ khí Tiêu Phàm chậm rãi trở nên lạnh, hắn từng bước một hướng về Mộ Dung Lãng Trần đi qua. Toàn thân Mộ Dung Lãng Trần khẽ run lên, không tự giác hướng phía sau thối lui, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ hai người thấy thế, cũng hướng chậm rãi đi đến một bên. Mộ Dung Lãng Trần dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ, nhưng hai người tựa như hoàn toàn không thấy được, trong lòng Mộ Dung Lãng Trần thầm mắng không thôi. Kỳ thật cũng không thể trách Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ, là miệng Mộ Dung Lãng Trần hắn quá tiện, người báo thù liền báo thù, không cần thiết phách lối như thế, chí ít cũng phải làm rõ ràng cừu nhân là ai chứ. Hơn nữa, Lăng Ngạo đã coi như là giảng nghĩa khí, lần thứ nhất cược bọn hắn cùng Tiêu Phàm. Cược thua cũng mất vài ức hồn thạch, cái này đối với hắn mà nói cũng là đả kích rất lớn. Nhưng Mộ Dung Lãng Trần lại mời mọc,
Lăng Ngạo lại không chút do dự cược tiếp hắn tiến về thần dược các nhìn vị hôn thê Sở Linh Nhi. Nào sẽ nghĩ đến ở nơi này lại gặp gỡ Tiêu Phàm, cuối cùng Mộ Dung Lãng Trần bị phiến hai cái bạt tai, sau đó bị một cước đạp bay, Lăng Ngạo hắn vận khí tốt, không có bị Tiêu Phàm tàn phá. Bất quá Lăng Ngạo lại nhìn ra, Tiêu Phàm thực sự là khắc tinh Mộ Dung Lãng Trần, đi tới chỗ nào nếu như gặp hắn đều sẽ ngỏm. Lăng Ngạo cũng không phải đồ đần, chỗ nào còn sẽ cùng Mộ Dung Lãng Trần nổi điên, theo hắn nhiều lần đắc tội Tiêu Phàm, kết quả làm sao chết đều không biết. Hắn không muốn cùng Độc Cô Mạc Trác chết ở chỗ này, còn có bao nhiêu thời gian đẹp đẽ đang còn chờ hắn. Đám người nhìn thấy một màn này cũng đều chấn động vô cùng, rất nhiều người xoa xoa hai mắt, không tin tất cả bản thân chứng kiến. Tiêu Phàm vẻn vẹn dùng khí thế liền đem Mộ Dung Lãng Trần dọa cho lui. Đáng lẽ là Mộ Dung Lãng Trần đem Tiêu Phàm dọa cho lui chứ? Làm sao hoàn toàn trái lại? Những tu sĩ chờ xem kịch vui cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi đây, sợ đắc tội Tiêu Phàm. Người địa vực theo ta đi. Lăng Ngạo hít sâu một cái, vội vàng mang theo người địa vực rời đi. Người đông vực, cùng ta trở về. Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng mở miệng nói. Nàng hiện tại nửa điểm tâm tư phản kháng Tiêu Phàm đều không có. Lần thứ nhất Tiêu Phàm thắng bọn hắn có lẽ là Tiêu Phàm vận khí tốt, nhưng một người không có khả năng đều là vận khí tốt, hơn nữa, vận khí có thời điểm cũng là một loại thực lực. Tinh Vũ tỷ, người này rốt cuộc là ai, làm sao liền Mộ Dung Lãng Trần đều sợ hắn. Thanh niên Kim Bào Kim Quan chạy đến bên người Hoàng Phủ Tinh Vũ, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói. Thiên Ngôn. Ngươi không có đắc tội Kiếm Hồng Trần chứ? Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Tinh Vũ lấp lóe, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chính là người giết Độc Cô Mạc Trác, Kiếm Hồng Trần. Thanh niên Kim Bào Kim Quan kém chút sợ hãi kêu ra, hắn tên là Hoàng Phủ Thiên Ngôn, cũng là thiên tài luyện dược Hoàng Phủ gia tộc. Giờ phút này, ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Ngôn nhìn về phía Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, trước đó chỉ là e ngại nhưng bây giờ lại là tràn ngập kính sợ. Hắn mặc dù thân ở ngoại thành, nhưng nghe tin tức nói Độc Cô Mạc Trác tử vong chính là bị một người gọi Kiếm Hồng Trần giết chết, chỉ là rất ít người biết rõ lai lịch Kiếm Hồng Trần mà thôi. Khó trách hắn dám giết Mộ Dung Hy, liền Mộ Dung Lãng Trần đều sợ hắn như vậy. Hoàng Phủ Thiên Ngôn hít sâu một cái, cũng không dám ở lại nơi đây, vội vàng đi theo Hoàng Phủ Tinh Vũ rời đi. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó chuẩn bị đánh chủ ý tu sĩ Nam Vực. Trong lòng hắn liền sợ hãi một trận, may mắn ra mặt là Mộ Dung Hy, bằng không chết chính là hắn. Người địa vực cùng đông vực rời đi, ngay sau đó tu sĩ mấy vực khác cũng chậm chậm tán đi, trên sân chỉ còn lại tu sĩ linh vực. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Lãng Trần rốt cục sợ hãi, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đều đi, chỉ bằng hắn sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm. Giờ phút này Mộ Dung Lãng Trần không còn vân đạm phong khinh như trước đó. Hắn nghiễm nhiên chính là một tiểu tức phụ dễ bị người ta khi dễ. Tu sĩ linh vực tràn ngập sợ hãi, Mộ Dung Lãng Trần là một dạng nhân vật thần trong lòng bọn hắn, cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Nhưng mà hiện tại Mộ Dung Lãng Trần lại biến thành một kẻ tham sống sợ chết, từ trong mây rơi xuống thung lũng. Ta làm gì, ngươi không phải muốn giết ta à, hiện tại ta lên, ngươi động thủ đi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Nụ cười đó giống như khuôn mặt tử thần tươi cười. Sát khí trên người hắn phóng ra như có như không, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy độ. Ta nguyện ý bỏ hồn thạch mua mạng ta, bao nhiêu ta đều cho ngươi. Mộ Dung Lãng Trần sợ hãi nói. 5 ức, 10 ức, 20 ức, Mộ Dung Lãng Trần báo ra nguyên một đống số lượng, nhưng mà Tiêu Phàm chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Mộ Dung gia tộc mặc dù rất giàu nhưng cái mạng Mộ Dung Lãng Trần lại căn bản giá trị không nhiều như vậy. Huống chi, hồn thạch của Mộ Dung Lãng Trần trước đó đã bị móc sạch, hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều hồn thạch như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ mệnh bản thân, nói cái gì đoán chừng trở về liền quên. 100 ức, 100 ức hồn thạch, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn không chịu buông tha hắn, Mộ Dung Lãng Trần khẽ cắn môi, báo ra một cái số lượng điên cuồng, lúc này Tiêu Phàm rốt cục ngừng thân hình. Hắn lấy ra một khỏa ký ức thủy tinh, cùng giấy bút, đem giấy bút đưa cho Mộ Dung Lãng Trần nói, 100 ức hồn thạch. Vậy liền viết phiếu nợ đi, sau đó lớn tiếng nói ra. Ta viết, Mộ Dung Lãng Trần nơi nào còn dám do dự, tay run rẩy trực tiếp viết lên,
sau đó lớn tiếng nói ra, Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi chép ở trong đó. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm tin tưởng Mộ Dung Lãng Trần nói, 100 ức hồn thạch chỉ là ngân phiếu khống mà thôi, bất quá hắn làm như vậy tự nhiên có dụng ý. Hắn còn nhớ kỹ Phong Lang trước đó từng nói chuyện với hắn, Phong Lang là người hoàng phủ gia tộc, đồ vật này về sau có lẽ có chút tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm cũng không muốn giết Mộ Dung Lãng Trần, dạng người sợ mất mật này giết hắn còn có ý nghĩa gì đây? Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, ngón tay Mộ Dung Lãng Trần mang theo hồn giới quả quyết đứt gãy, hắn nhe răng trợn mắt. Trước thu chút lợi tức, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mộ Dung Lãng Trần hai mắt đỏ bừng vô cùng, nhưng vì sống sót, hắn không thể làm gì, chỉ có thể chủ động khứ trừ hồn lực ấn ký trên hồn giới. Cút đi, người dạng này còn chưa xứng chết ở trên tay của ta, không giết ngươi chỉ là không muốn bẩn tay ta. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Mộ Dung Lãng Trần nơi nào còn dám do dự, nhặt về ngón tay đứt, lộn nhào biến mất tại chỗ. Ai cũng không ngờ tới Nam vực yếu nhất vậy mà có quái vật như Tiêu Phàm, lấy lực lượng một người độc kháng tu sĩ bát vực, không có một người dám cùng tranh tài. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm chút niềm vui mà thôi, cho nên mới lựa chọn đối tượng Nam vực yếu nhất, thế nhưng cuối cùng ăn thiệt thòi lại là tu sĩ bát vực bọn hắn. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là thiên tài luyện dược mà thôi, thực lực cũng không làm sao, cho nên Tiêu Phàm đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nếu là đổi lại thiên tài võ đạo chân chính, vậy khẳng định lại là một phen tình thế khác. Tu sĩ bát vực rời khỏi, chỉ còn lại người Nam vực, những người khác tất cả đều đứng ở cửa đại điện, rất nhiều người cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét toàn trường một cái, hồn lực bao trùm lấy cả tòa cung điện, lại không có phát hiện Hề lão, chẳng lẽ lão nhân gia đã rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm có chút thất lạc. Nhìn một chút vân tranh cách đó không xa nói, hai tòa cung điện Nam vực ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Vân tranh hít sâu một cái, hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trong lòng trầm ngâm nói, trừ Tiêu Phàm, người này là thiên tài nhất ta từng thấy. Nếu như vân tranh biết rõ người trước mắt cùng đạo thân ảnh trong đầu hắn giờ phút chính là cùng một người, không biết hắn sẽ có ý nghĩ gì. Vân tranh mang Tiêu Phàm vào một tòa cung điện, trừ Tiêu Phàm cùng vân tranh. Lại không một người dám cùng theo vào. Những người Nam vực kia giờ phút này nơi nào còn có ra mặt ỉ lại vào Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cho bọn hắn cơ hội tìm về tôn nghiêm, đáng tiếc trừ vân tranh, bọn hắn căn bản không đem tôn nghiêm bản thân đặt ở trong lòng. Về phần một tòa đại điện khác, Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng, Nam vực tu sĩ vào ở hay không hắn mặc kệ, nhưng tu sĩ bát vực khác là khẳng định không dám vào. Người tùy tiện tìm gian phòng ở lại. Không có việc gì không nên quấy rầy ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền đi vào một gian phòng chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà vừa mới bố trí xong hồn giới, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, liền mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đứng ở cách đó không xa, thân thể lung lay sắp đổ. Hề lão, ngươi làm sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hề lão. Giờ phút này Hề lão không có chút huyết sắc nào, trên người càng lượn lờ một tầng hắc khí. Hai mắt hãm sâu, nếp uốn ra rẻ cơ hồ chen đến cùng một chỗ. Hơn nữa, khí huyết trên người Hề lão thập phần suy yếu, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, cả người tựa như già nua mấy chục tuổi. Phải biết, mấy ngày trước đó Hề lão mặc dù chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, nhưng huyết khí vẫn là cực kỳ dồi dào, làm sao trong thời gian ngắn liền biến thành bộ dáng hiện tại. Tiêu Phàm không do dự, vội vàng vịn Hề lão vào trong phòng. Lấy ra mấy cây long văn kim châm liền cắm vào mấy đại huyệt Hề lão, đồng thời phong bế hồn hải hắn. Sau một khắc, con người Tiêu Phàm co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hề lão, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Hề lão vậy mà không có hồn hải, vị trí đan điền chỉ là một mảnh không gian đục ngầu, nơi đó sương mù lượn lờ, thấy không rõ bất luận đồ vật gì. Hơn nữa, bộ dáng Hề lão một chút cũng không giống hồn hải vừa mới bị thương. Liền chỉ có một cách giải thích. Hề lão trong quá trình tu luyện cùng bản thân hắn phát sinh một loại ngoài ý muốn, hồn hải biến mất, thuế biến thành không gian đan điền kỳ dị. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm kinh dị, Hề lão hiển nhiên biết rõ Tiêu Phàm biết rõ bí mật hắn, bất quá nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói cái gì. Hề lão, độc của ngươi là bị ai hạ? Tiêu Phàm cũng không có dầu gì vấn đề này,
mà là trầm giọng hỏi. Lấy năng lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hề lão là trúng kịch độc, chỉ là độc gì bên trong, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời còn nhìn không ra. Chính là bởi vì như thế, nội tâm Tiêu Phàm mới kinh ngạc không thôi, liền hắn đều không biết độc gì, cái kia có thể không phải đơn giản bình thường. Không ai hạ độc. Hề lão lắc đầu cười một tiếng. Không trúng độc, thần sắc Tiêu Phàm kinh dị, hiển nhiên là không tin, dấu hiệu Hề lão rõ ràng là trúng độc. Bất quá Tiêu Phàm cũng tin tưởng Hề lão khẳng định sẽ không lừa gạt bản thân, hơn nữa trong thần sắc Hề lão còn có ý tứ khảo cứu bản thân. Tiêu Phàm một tay nắm lấy mạch đập Hề lão, tâm thần chìm vào trong đó, nguyên bản thần sắc ngưng trọng bỗng nhiên trở thành khó tin, trong lòng ngưng tụ nói, xác thực không phải trúng độc. Bên trong kinh mạch và huyết mạch Hề lão, thậm chí mỗi một khối da thịt ở giữa, Tiêu Phàm đều phát giác được một loại khí thể huyết sắc, loại khí thể này rất nhạt nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Bọn chúng giờ nào khác nào cũng đang từng bước xâm chiếm huyết khí Hề lão, hoặc có lẽ là thôn phệ tuổi thọ Hề lão. Hơn nữa, loại huyết phụ này đối với huyết khí từng bước xâm chiếm lại không đảo ngược, bởi vì Tiêu Phàm đưa vào lực lượng đá trắng lại phát hiện căn bản không có một chút tác dụng nào. Phải biết, tuổi thọ một người là có hạn, chiến thánh cảnh cường giả cũng liền mấy trăm năm mà thôi, nếu như bị sương mù màu máu này thôn phệ, đoán chừng không bao lâu sẽ bỏ mình. Tiêu Phàm còn chưa từng thấy sương mù bá đạo mà đáng sợ như vậy, khiến hắn trong lúc nhất thời đều không có biện pháp khu trừ. Muốn làm rõ ràng huyết phụ này là cái gì, nhìn đến chỉ có cắt thân thể một cái. Tiêu Phàm hít thật dài một hơi, sau đó tâm thần chìm vào trong đó, ý niệm dẫn ra huyết phụ thể nội Hề lão dọc theo kinh mạch rót vào thể nội hắn. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Hề lão bị cử động Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, muốn ngăn cản Tiêu Phàm nhưng mà Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng. Hề lão, ta biết huyết phụ trên người ngươi đối với ngươi mà nói hẳn không phải là quá phiền. Ta cũng chỉ là muốn tự mình thể nghiệm một cái mà thôi. Tiêu Phàm cười nói. Hắn ý vị thâm trường nhìn Hề lão một cái, một bộ dáng ta hiểu ngươi. Việc này cũng bị ngươi nhìn thấu. Hề lão bất đắc dĩ cười nói, sau đó hồn lực quanh thân phun trào, hắn duỗi tay, chỉ thấy một đoàn sương mù màu máu trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát, sương mù màu máu trong thể nội Hề lão đều biến mất hết. Toàn bộ đều ngưng tụ ở lòng bàn tay hắn. Hề lão, ngài đây là nháo từ nơi nào thế? Tiêu Phàm đắng chát cười nói, một nửa tâm thần khác lại đắm chìm trong sương mù màu máu. Nhìn thấy trạng thái Tiêu Phàm, Hề lão lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, huyết phụ này đối với ngươi vô dụng. Ngươi biết nó là thứ gì? Cũng khó trách Hề lão khiếp sợ như vậy, phải biết, sương mù màu máu này liền chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được. Tiêu Phàm nhìn qua lại không có gì. Ta không biết cái này kêu là gì, bất quá ta biết nó có thể từng bước xâm chiếm huyết khí, giảm bớt tuổi thọ một người, điểm ấy huyết khí còn không làm gì được ta, nhưng nếu quá nhiều đoán chừng ta cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Sau đó, ánh mắt Tiêu Phàm toàn bộ đều ngưng tụ ở phía trên đoàn huyết phụ trong lòng bàn tay, đưa tay vung lên, đoàn xương mù màu máu đột nhiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Tiêu Phàm nhanh phun ra, Hề lão bị cử động Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hét lớn, đây chính là chọc khí, ngươi nếu có cái gì không may xảy ra, ta làm sao dám cùng lão sư ngươi bàn giao. Hề lão yên tâm, ta còn chịu được. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thống khổ, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, con ngươi khẽ run lên, kinh hãi nói, Hề lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Đây là chọc khí. Tiêu Phàm ngay từ đầu vẫn chỉ là kinh ngạc năng lực sương mù màu máu quỷ dị, nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm nghe được hai chữ, chọc khí, lại cực kỳ không bình tĩnh. Có được tu la truyền thừa, Tiêu Phàm tự nhiên nghe nói qua chọc khí là cái gì, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt mà thôi. Chọc khí hết thảy có mấy loại, mà một loại chọc khí có thể giảm bớt huyết khí cùng tuổi thọ tu sĩ, tên là mệnh chọc chi khí. Thế gian có thiên nhân ngũ suy thuyết pháp. Chính là bởi vì mệnh chọc chi khí xuất hiện mới để cho người ta trước khi chết xuất hiện 5 loại dị tượng. Đương nhiên, thiên nhân ngũ suy chưa chắc sẽ xuất hiện mệnh chọc chi khí, nhưng xuất hiện mệnh chọc chi khí, tu giả tất nhiên sẽ thiên nhân ngũ suy. Một người nếu như thời gian dài ở một cảnh giới, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy, cũng vô cùng có khả năng sinh ra mệnh chọc chi khí. Đồng dạng mà nói, một khi xuất hiện mệnh chọc chi khí,
cho dù là thần tiên cũng hết cách xoay chuyển. Hề lão, ngài sẽ không? Tiêu Phàm một mặt đau thương nhìn Hề lão, ánh mắt có chút không đành lòng. Hắn mặc dù không biết Hề lão sống bao nhiêu năm, nhưng rất có thể là cùng tuổi với Bác lão, bây giờ vẫn như cũ dừng lại ở chiến đế cảnh, sinh ra mệnh chọc chi khí cũng hợp tình hợp lý. Lão đầu tử mặc dù sắp chết, nhưng chọc khí lại không phải từ trên người ta sinh ra. Hề lão lắc đầu cười một tiếng, hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử. Đó là, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Hề lão, lo lắng trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Hề lão, lại phát hiện huyết khí trong cơ thể Hề lão đang khôi phục nhanh chóng. Nếu như mệnh chọc chi khí là Hề lão nói, loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Tiêu Phàm, ngươi không có việc gì. Hề lão đáp không chỗ hỏi. Vừa nãy Tiêu Phàm đem nguyên một đoàn mệnh chọc chi khí nuốt chửng lấy vậy mà chuyện gì đều không có. Chờ ta một hồi. Tiêu Phàm lắc đầu, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, tâm thần trong nháy mắt chìm vào thể nội. Bên trong cơ thể hắn có một đoàn xương mù màu máu nhanh chóng ăn mòn huyết khí hắn, nhưng mà bên trong huyết mạch có một loại lực lượng kỳ lạ ngăn trở xương mù màu máu ăn mòn. Bất hủ chi lực, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm ứng được cỗ lực lượng kia. Bất hủ chi lực đại biểu sinh sôi không ngừng, cùng mệnh chọc chi khí hoàn toàn tương phản. Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi vui vẻ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bất hủ chi lực lại còn có thể cho hắn dạng kinh hỉ này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất hủ chi lực trong nháy mắt cường đại gấp 10 lần có thừa, một cỗ xương mù mờ mịt nhanh chóng bao phủ mệnh chọc chi khí, rất nhanh liền bị đồng hóa. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Trong miệng khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, thầm nói cũng may hữu kinh vô hiểm. Tiêu Phàm, mệnh chọc chi khí đâu? Hề lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên người Tiêu Phàm đã không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức mệnh chọc chi khí, chẳng lẽ mệnh chọc chi khí bị Tiêu Phàm luyện hóa? Bị ta luyện hóa? Tiêu Phàm nói như vậy, hắn cũng không tất yếu lừa gạt Hề lão. Luyện hóa, Hề lão nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể luyện hóa mệnh chọc chi khí, tối đa cũng liền ngăn cản mà thôi. Nguyên bản hắn chỉ là ôm một tia chờ mong, hy vọng Tiêu Phàm có thể ngăn cản mệnh chọc chi khí ăn mòn, dù sao Tiêu Phàm chính là điện chủ Tu La Điện. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể luyện hóa mệnh chọc chi khí, việc này chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, nếu như một người không có mệnh chọc chi khí quấy nhiễu, vậy tuổi thọ có thể kéo dài vô hạn. Cũng khó trách Hề lão khiếp sợ như vậy. Điểm ấy mệnh chọc chi khí quá ít, nếu như quá nhiều, đoán chừng ta cũng chịu không được. Tiêu Phàm cười khổ nói. Mệnh chọc chi khí kia Tiêu Phàm còn không kiêng kỵ, nhưng nếu như mệnh chọc chi khí quá nhiều, Tiêu Phàm cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản được, lại càng không cần phải nói luyện hóa. Chỉ cần mệnh chọc chi khí không làm gì được ngươi là đủ. Hề lão trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đột nhiên đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói, Tiêu Phàm, lão hủ cầu ngươi giúp ta một chuyện. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn Hề lão, tựa như hắn đã sớm đoán được, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, bởi vì nội tâm hắn có một loại bất an mãnh liệt. Loại bất an này là từ thời điểm Hề lão xuất hiện liền tồn tại, vô cùng có khả năng cùng khẩn cầu của Hề lão có quan hệ. Hề lão, ngài trước đứng lên. Tiêu Phàm mặc dù từ trong đáy lòng cảm kích Hề lão dẫn hắn tới cổ thành Sở gia, nhưng hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình ra làm trò đùa. Đây chính là mệnh chọc chi khí đó, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ bất hủ chi lực, có lẽ căn bản không làm gì được, vạn nhất vẫn tồn tại chọc khí khác thì sao? Hề lão thở dài, hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm sẽ không cầm tính mạng mình ra đùa, chậm rãi thẳng thân thể lên. Hề lão, không phải ta không đáp ứng ngươi. Mà là ta nhất định phải biết nơi phát ra mệnh chọc chi khí, còn có ngài cần ta làm cái gì. Tiêu Phàm lại không muốn để Hề lão thất vọng. Hề lão gật gật đầu, nói ra, ta cũng chuẩn bị nói cho ngươi biết, mệnh chọc chi khí này là từ phong ấn chi địa Sở ra. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hề lão là một chiến đế cảnh mà có thể tiến vào phong ấn chi địa Sở ra. Hắn từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc biết được, phong ấn chi địa là cấm địa vô thượng của Sở ra. Kỳ thật, ta cùng với cổ tộc Sở gia có chút sâu xa, hiện tại phụ thân Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu là đồ nhi ta, Sở gia không có nơi nào ta không thể đi. Hề lão nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, thập phần bình tĩnh nói ra.
Bất quá Tiêu Phàm nghe nói như thế liền thập phần không bình tĩnh, phụ thân Sở Lăng Tiêu là đồ nhi hề lão há không phải sư tổ Sở Lăng Tiêu. Thân phận này không phải khủng bố bình thường, Tiêu Phàm chỉ biết rõ thân phận hề lão không đơn giản, nhưng cho tới nay không nghĩ tới địa vị hắn lớn như vậy. Sư tổ cổ tộc Sở gia gia chủ, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Hồi lâu Tiêu Phàm mới chấn định lại, nhíu mày nói, cho nên, hề lão thỉnh cầu là cùng Sở gia có quan hệ. Không sai. Hề lão gật gật đầu, bất quá nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, trong lòng hắn có chút không hiểu, bởi vì trên mặt Tiêu Phàm đều là vẻ không thích, thậm chí còn phóng thích ra từng tia sát ý. Hề lão, nếu như là sự tình Sở gia, xin thứ cho vãn bối không thể đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp phủ định nói. Nói đùa cái gì, Sở Lăng Tiêu tra tấn cha mẹ ta, bắt gia gia của ta, hiện tại để cho ta đi trợ giúp Sở gia. Tiêu Phàm là một kẻ ân oán rõ ràng, hề lão trợ giúp hắn phần nhân tình này, Tiêu Phàm một mực ghi nhớ trong lòng, nhưng hắn không có khả năng đi trợ giúp địch nhân bản thân, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Về phần nợ hề lão, Tiêu Phàm chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội trả lại. Hề lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng trầm ngâm lúc này, vẫn là hỏi, ngươi cùng Sở gia có thù. Thù không đội trời chung, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Thần sắc hề lão cứng lại, điều này hiển nhiên vượt qua hắn dự kiến, hắn nguyên bản hy vọng Tiêu Phàm có thể giúp Sở gia một chút sức lực đây, nhưng hiện tại nhìn đến, cái kia là không có khả năng. Thù không đội trời chung. Đây không khác gì cừu hận giết cha mẹ, cho dù hề lão cũng không được Tiêu Phàm hỗ trợ. Chỉ là hắn không biết Sở gia lúc nào đắc tội Tiêu Phàm trước kia cho tới bây giờ chưa từng tới Sở gia. Tiêu Phàm, mặc dù lão hủ biết rõ không nên khuyên ngươi, nhưng việc này liên quan đến mấy chục tỷ sinh mệnh toàn bộ Sở gia, lão hủ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một hai. Hề lão cắn răng nói. Hề lão kỳ thật cũng có thể mặc kệ việc này. Hắn quan tâm việc này cũng không phải là bởi vì hắn cùng Sở gia sâu xa, mà là không gian bí cảnh Sở gia có mấy chục tỷ sinh mệnh. Cho nên hắn mới dày mặt khẩn cầu Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm cân nhắc một hai. Nghe thấy hề lão nói, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, bất quá hắn vẫn không có mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, hắn làm sao không minh bạch ý tứ hề lão đây. Chỉ là thù cha mẹ, gia gia mình liền không báo sao. Không có khả năng. Những năm này cha mẹ, gia gia của hắn chịu khổ, Tiêu Phàm nhất định muốn Sở gia trả lại gấp bội, dù Sở Lăng Tiêu là cậu ruột hắn. Sở Lăng Tiêu chưa bao giờ coi mẫu thân hắn là thân muội muội, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không coi Sở Lăng Tiêu là cậu ruột. Bất quá vừa nghĩ tới mấy chục tỷ nhân loại trong không gian bí cảnh Sở gia, Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng. Rốt cuộc là cái gì liên quan đến an nguy mấy chục tỷ sinh mệnh? Tiêu Phàm cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không để cho sinh linh không gian bí cảnh Sở gia đổ thán. Trên mặt hề lão cũng lộ ra nụ cười, Tiêu Phàm nói như vậy chỉ ít còn có khả năng giúp đỡ. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem lai lịch sự tình nói cho Tiêu Phàm, cuối cùng Tiêu Phàm quyết định như thế nào, vậy liền chờ hắn phán đoán. Ta không quan tâm sinh linh đổ thán. Tiêu Phàm lắc đầu. Đạm mạc nói, thế sự thực sự là buồn cười, điện chủ Tu La Điện giết người không chớp mắt vậy mà vì cứu người mà phiền não. Tu La Điện chủ vốn không đáng sợ như vậy, cũng không phải là ma đầu giết người, chỉ là người chiến thần điện ma diệt mà thôi. Hề lão lắc đầu, vừa nhắc tới chiến thần điện, trong mắt hề lão cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, tựa như có không ít oán khí. Hề lão không cần khen ta bây giờ còn chưa đáp ứng ngươi đâu. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, hắn không muốn bị hề lão rót thuốc mê. Bất quá Tiêu Phàm cũng có thể cảm thụ vẻ độc ác của hề lão, điểm này cũng không giống làm bộ, trong lòng hắn cũng chấn định không ít. Chí ít hề lão cùng chiến thần điện là địch nhân của địch nhân có thể là bằng hữu, vô luận như thế nào hề lão cũng không phải là địch nhân hắn. Hơn nữa, hề lão biết rõ mình là Tu La Điện chủ, vẫn như lúc trước đối đãi hắn. Chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm cũng sẽ không hoài nghi hề lão. Vậy liền cùng ngươi nói một chút sự tình đầu đuôi, sự tình là như thế này. Thần sắc hề lão đột nhiên nghiêm một chút, tựa như lâm vào hồi ức xa xưa. Tiêu Phàm ngồi ở kia, lặng lặng nghe hề lão nói. Việc này cũng không biết từ lúc nào nói ra, từ khi cổ tộc Sở gia tồn tại đến nay, bọn hắn thủ hộ lấy một đồ vật,
về phần là cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì cho tới bây giờ không có người thực sự từng gặp đồ vật kia, cho dù là Hề lão mặc dù đã từng tiến vào nhưng cũng không biết là cái gì. Mà đồ vật này lại tồn tại ở cấm địa Sở Gia, cũng bị Sở Gia xưng là phong ấn chi địa. Bên trong phong ấn chi địa Sở Gia, khắp nơi giăng đầy loại chọc khí, cũng chính là mệnh chọc chi khí, phàm là người tiến vào bên trong đều sẽ bị mệnh chọc chi khí quấn thân, bị mệnh chọc chi khí tước đoạt tính mệnh. Cho nên, phàm là người có thể xâm nhập bên trong, cơ hồ không có sống sót đi ra, dù là chiến thánh đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Hề lão tại sao có thể đi ra, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là một loại vận khí. Hề lão cố ý mang đến mệnh chọc chi khí, chính là để cho ta thử xem có thể khống chế nó hay không. Ngươi tiến vào bên trong là vì cái gì? Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được hỏi. Bởi vì ngươi là Tu La Điện Chủ, ta nghĩ ngươi có lẽ có khả năng ngăn cản phong ấn chi địa mệnh chọc chi khí, sự thật chứng minh ta nghĩ là chính xác. Hề lão gật gật đầu, sau đó lại nói, về phần tiến vào bên trong là vì cái gì, là vì gia cố một đạo phong ấn. Phong ấn, Tiêu Phàm buồn bực, cái gì phong ấn, chung quanh vậy mà giăng đầy ô chọc chi khí. Không sai, chính là một đạo phong ấn, Sở Gia có lẽ là vì trấn thủ đạo phong ấn này mà tồn tại. Hề lão trịnh trọng việc gật gật đầu, tiếp tục nói ra, vô số năm qua, nhà tù bị phong ấn một mực không thể phá, cái việc lại phát sinh không sai biệt lắm mấy trăm năm trước a. Kỳ thật, từ khi vừa mới bắt đầu, phong ấn chi địa là không có mệnh chọc chi khí, từ mấy trăm năm trước, một lần phong ấn chi địa đột nhiên bạo loạn, mệnh chọc chi khí liền bắt đầu xuất hiện. Lúc trước ta cùng với phụ thân Sở Lăng Tiêu từng tiến vào một lần, đồng thời thành công gia cố phong ấn, bất quá ta cùng hắn cũng gặp một chút ngoài ý muốn, ta sống sót mà hắn lại tiến vào thần kiếp chi địa, bây giờ sinh tử chưa biết. Nói đến đây, trong mắt Hề lão có một tia tưởng nhớ, hắn nói cũng giống như mở lòng ra, tiếp tục nói ra, về sau, Sở Gia lại tìm tới người Bắc Thần gia tộc, bên ngoài phong ấn chi địa bố trí 49 hồn giới, phong bế mệnh chọc chi khí. Bây giờ, theo mệnh chọc chi khí khuếch tán, hồn giới tùy thời đều có thể bị phá vỡ, mà hiện tại Bắc Thần gia tộc bế quan ẩn thế, muốn tìm tới rất khó. Cho nên Sở Gia liền từ người tham gia Vạn Thánh Dược Điển chọn lựa một chút, nhìn bọn hắn có nguyện ý tiến vào phong ấn chi địa hay không, việc này ta đã đi tìm Sở Lăng Tiêu, nếu như người khác không nguyện ý, hắn cố ý gạt người khác ta sẽ không bỏ qua hắn. Hề lão sợ Tiêu Phàm tức giận, vội vàng bổ sung một câu. Lại nói, nguyên bản ta là định tìm Bắc lão quỷ, thế nhưng là hắn dạo chơi tứ hải, ta bây giờ muốn tìm tới hắn đã rất khó, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm đại khái minh bạch đầu đuôi sự tình, hơi nhíu mày nói, tại sao Sở Gia không nguyện ý đi vào, mà là để tu sĩ cửu vực tiến vào đây, chẳng lẽ người Sở Gia là người, tu sĩ cửu vực liền không phải là người sao? Giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu. Để người tham gia Vạn Thánh Dược Điển thử nghiệm, đây không phải cố ý cho người ta đi chịu chết sao? Phải biết, không phải mỗi người đều có thể ngăn cản mệnh chọc chi khí, người tiến vào bên trong 8-9 phần 10 đều sẽ lưu ở trong đó. Hề lão nghe vậy, trên mặt cũng lóe qua vẻ tức giận, hắn trước đó hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, ngẫm lại nói, kỳ thật, ngay từ đầu cũng không cần những người khác tiến vào, bởi vì đạo phong ấn kia còn có cuối cùng một đạo phòng tuyến. Chính là Sở Gia tổ truyền Ngọc Bội. Ngọc Bội, Tiêu Phàm cau mày, không tự giác sờ sờ hồn giới trong tay, trong lòng buồn bực nói, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Khối Ngọc Bội kia có thể gia cố phong ấn chi địa, ít nhất có thể đủ ổn định 100 năm, đáng tiếc Ngọc Bội bị nhị muội Sở Lăng Tiêu lấy mất. Hề lão thở dài một hơi. Những lời này là Sở Lăng Tiêu nói. Hề lão mặc dù cũng hoài nghi tính chân thực sự tình nhưng hắn chỉ có thể tận lực khuyên giải Tiêu Phàm vì mấy chục tỷ sinh mệnh cổ thành Sở Gia suy nghĩ, cho nên mới chi tiết nói lại. Nghe nói như thế, chỗ sâu đáy mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng nồng đậm sát ý, cười lạnh nói, một khối tổ truyền ngọc bội vì sao sẽ rơi vào trên người muội muội Sở Lăng Tiêu. Hề lão còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá bây giờ nhìn đến, Sở Lăng Tiêu thật đúng là có khả năng lừa hắn. Cái này lão hủ cũng không rõ ràng, bất quá lão hủ nghe Sở Lăng Tiêu nói, vì tha tội cho muội muội Sở Lăng Vi, nên hắn một tháng trước đã để nàng tiến vào phong ấn chi địa. Hề lão thở dài nói, có chút sự tình hắn cũng thập phần bất đắc dĩ. Cái gì?
Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, sát ý đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ, không trung kết đầy hàn băng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Đồng thời, hai tay Tiêu Phàm dắt lấy cổ áo Hề lão, trong hai mắt phóng huyết quang màu đỏ tươi, thiêu đốt lên lửa giận. Hề lão bị cử động Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, thập phần không hiểu nhìn Tiêu Phàm, có chút không biết làm sao. Trên người Tiêu Phàm thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, dữ tợn che nhìn chằm chằm Hề lão mặc dù không sợ nhưng kinh ngạc không thôi. Lấy hắn biết đối với Tiêu Phàm tuyệt đối không phải một người xúc động như thế, trừ phi có ai chạm tới ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm cũng phát hiện bản thân quá kích động, vội vàng buông Hề lão, áp chế phẫn nộ trong lòng nói, Hề lão, xin lỗi, vừa nãy ta quá xúc động. Người mới vừa nói Sở Lăng Vi tiến vào phong ấn chi địa. Không sai. Hề lão gật đầu, trong lòng thập phần buồn bực, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Vi có quan hệ? Thế nhưng nếu như Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Vi có quan hệ mà nói, hắn như thế nào lại hận Sở ra đây? Hề lão ngẫm lại nói ra, ta nghe Sở Lăng Tiêu nói, Sở Lăng Vi không chỉ một lần tiến vào phong ấn chi địa, đã từng nhiều lần đi vào, sinh mệnh ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm gì. Sở Lăng Tiêu nói, Hề lão ngươi tin không? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Hề lão. Hề lão trầm mặc không nói, hắn tự nhiên không có hoàn toàn tin tưởng Sở Lăng Tiêu nói, bất quá bây giờ hắn chỉ muốn cứu mấy chục tỷ sinh mệnh trong không gian bí cảnh. Ta kỳ thật cũng nghe nói sự tình ngọc bội Sở ra. Tiêu Phàm lạnh mở miệng cười, dạng ngọc bội này chỉ ít có 4 khối, thậm chí nhiều hơn, hơn nữa, ngọc bội kia là chìa khóa dùng để mở ra một bí bảo. Ngươi xác định, lông mày Hề lão nhíu lại, nếu như Tiêu Phàm nói là thực, hắn há không phải là bị Sở Lăng Tiêu lừa gạt. Ta xác định, Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói ra, hắn cùng với Phong Lang là giao tình sinh tử, Phong Lang sẽ không lừa hắn, bằng không mà nói cũng không có khả năng đem ngọc bội hoàng phủ gia tộc giao cho hắn. Xem ra lão hủ vẫn là quá thiện tâm. Ánh mắt Hề lão cũng biến thành băng lạnh, hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Hề lão. Người nói có loại khả năng này hay không, khối ngọc bội kia khẳng định có 2 cái tác dụng, một là chìa khóa mở ra bí bảo, 2 là gia cố phòng ấn. Có thể Sở Lăng Tiêu lựa chọn loại công dụng thứ nhất cho nên mới không nỡ dùng ngọc bội kia, càng thêm không quan tâm mấy chục tỷ sinh mệnh cổ thành Sở ra. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Kỳ thật Tiêu Phàm thầm nghĩ đến càng nhiều đó chính là mẫu thân hắn phát hiện bí mật tử sắc ngọc bội mà Sở Lăng Tiêu không muốn hủy diệt ngọc bội để phong ấn chi địa. Cho nên mẫu thân hắn mới mang theo ngọc bội rời đi. Chí ít, trong này không có bất kỳ tính sai lầm, hơn nữa có thể đem hết thảy kết nối cùng một chỗ, cho nên hắn mới có thể tức giận như thế. Bất quá tử sắc ngọc bội trên người hắn là không có khả năng nói cho Hề lão, hơn nữa hắn cũng không có khả năng đem tử sắc ngọc bội giao cho bất luận kẻ nào, bởi vì đó là thứ mẫu thân hắn cho hắn, phải giao cũng chỉ có thể giao cho mẫu thân Sở Lăng Vi hắn. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, vẻ mặt Hề lão nghiêm túc tới cực điểm, trong giọng nói lộ ra một vòng sát ý, nếu quả thật là như thế, Sở Lăng Tiêu cũng quá tự tư, ta đây liền đi tìm hắn, không chừng hủy không gian bí cảnh này. Chờ đã, Tiêu Phàm vội vàng gọi Hề lão lại, ngưng tiếng nói, Hề lão, ngươi có biện pháp để cho ta lập tức tiến vào phong ấn chi địa. Ngươi muốn đi vào, Hề lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vừa nãy Tiêu Phàm đều cự tuyệt mà, bây giờ lại đột nhiên đáp ứng. Không sai, ta có lý do nhất định phải đi vào. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Không được, chí ít ngươi bây giờ còn không thể đi vào. Hề lão lắc lắc đầu nói, nếu ta mang ngươi tới nơi này, vậy sẽ phải cho lão sư ngươi một cái công đạo, tuyệt đối không thể để cho ngươi có bất kỳ tổn thất nào. Mặc dù ngươi có thể luyện hóa mệnh chọc chi khí, nhưng khẳng định cũng có một cực hạn, ta đây liền lấy một chút mệnh chọc chi khí thử xem cực hạn ngươi ở nơi nào. Hơn nữa, ta đề nghị ngươi chính tham gia vạn thánh dược điển, nếu như có thể lấy thứ tự tốt liền có thể lĩnh hội vạn thánh dược điển, đối với ngươi luyện dược sẽ có trợ giúp rất lớn. Được, vậy thì cảm ơn Hề lão. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân chấn định. Hắn mặc dù hiện tại rất muốn vào phong ấn chi địa, nhưng Hề lão nói rất đúng, một ít mệnh chọc chi khí không làm gì được hắn, nhưng sở ra phong ấn chi địa tràn ngập mệnh chọc chi khí, hắn cũng chưa chắc có thể chịu được. Hắn lần này đi vào là muốn đi cứu mẫu thân, không thể để mình thua ở bên trong,
đến thời điểm đó, đừng nói cứu mẫu thân, ngược lại lại hại bản thân. Nếu như mệnh bản thân đều không giữ được, vậy hắn làm thế nào để cứu cha mẹ và gia gia của mình? Trở về, nếu ngươi đi vào, ta cũng sẽ cùng đi với ngươi. Hề lão khẽ mỉm cười nói, ta thay mấy chục tỷ người Sở gia cảm ơn ngươi. Ta đi vào không phải vì cứu bọn hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc thập phần chắc chắn, nhìn hề lão ngưng tiếng nói, hề lão, nếu có một ngày ta muốn giết Sở Lăng Tiêu, ngươi có cứu hắn hay không? Toàn thân hề lão khẽ run lên, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám nói ra lời này, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu thật có thù giết cha? Trong lúc nhất thời, hề lão cũng không biết trả lời như thế nào, lúc này mới nói, ta chỉ muốn biết rõ lý do ngươi muốn giết hắn. Ý tứ hề lão rất rõ ràng, nếu lý do ngươi không có vấn đề, ta không ngăn cản ngươi, nhưng nếu chỉ là vì giết mà giết, ta cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Bởi vì thân là con của người. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần ngưng trọng nói. Nhìn thấy hề lão nghi hoặc, Tiêu Phàm lại lạnh giọng nói, Sở Lăng Tiêu hại mẫu thân ta, tra tấn phụ thân ta, bắt gia gia ta, hạ nhục tỉ muội ta, ta còn có lý do gì không giết hắn. Cha mẹ ngươi là, hề lão tựa như đoán được cái gì, bởi vì vừa nãy hắn nói ra một cái tên, Tiêu Phàm mới kích động như thế. Mẫu thân của ta là Sở Lăng Vi, Tiêu Phàm cơ hồ từng chữ nói ra. Con ngươi hề lão hơi hơi co rụt lại, mặc dù đã đoán được, nhưng nghe đến lại là một chuyện khác, kể từ đó Sở Lăng Tiêu há không phải cậu ruột Tiêu Phàm. Hắn muốn giết cậu ruột, hơn nữa còn không cần bất kỳ lý do gì, tất sát không thể nghi ngờ. Hề lão trong lúc nhất thời không thể phản bác, từ huyết thống đi lên, Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu quan hệ càng chặt chẽ hơn lại như thế nào, đây cũng chỉ là chuyện nhà người ta mà thôi. Hắn cũng rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao tức giận như thế, bởi vì Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu sắc mặt Sở Lăng Tiêu, chỉ là hắn một mực giấu giếm bên trong mà thôi, thiệt cho hắn vẫn còn tin tưởng Sở Lăng Tiêu. Nếu như đổi lại là hắn, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, người bình thường tiến vào phong ấn chi địa, đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, mẫu thân Sở Lăng Vi của Tiêu Phàm tiến vào phong ấn chi địa căn bản không phải tự nguyện, mà là bị ép buộc, chuyện này Tiêu Phàm làm sao mà không giận. Ta biết. Hồi lâu, hề lão nói ra bốn chữ liền lui ra khỏi phòng. Tiêu Phàm nhìn hề lão rời đi, thất thần thật lâu. Hắn nắm đấm hơi hơi nắm lại, xương cốt ma sát phát ra thanh âm răng rắc. Hắn tin tưởng hề lão là sẽ không đi thông chi Sở Lăng Tiêu, hơn nữa, coi như thông chi Sở Lăng Tiêu, hắn cũng không sợ hãi. Đột phá chiến thánh trung kỳ, nếu như giải phóng toàn bộ lực lượng, lại tăng thêm mấy món thần binh trên người, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm cũng có thể chiến một trận. Vạn thánh dược điển, lại có thể cho ta mong đợi gì đây? Tiêu Phàm híp hai mắt. Trong lòng trầm ngâm. Một đêm này, đối với Tiêu Phàm nhất định là một đêm không ngủ, Tiêu Phàm một mực ngồi xếp bằng trong phòng. Hề lão rời đi, qua ba canh giờ lại trở về, lần này mang cho Tiêu Phàm càng nhiều mệnh chọc chi khí. Tiêu Phàm không chút do dự luyện hóa những mệnh chọc chi khí đó, vẫn không có thăm dò đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm giác bất hủ chi lực bản thân vậy mà cường đại không ít. Hơn nữa, hắn cảm giác lực lượng bản thân càng mạnh mấy phần, việc này khiến trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ luyện hóa mệnh chọc chi khí có thể cường hóa bản thân? Đây là một cái suy đoán lớn gan, Tiêu Phàm hận không thể lập tức xông vào Sở gia phong ấn chi địa. Tiêu Phàm, sự tình phong ấn chi địa tạm thời thả một chút, mẫu thân ngươi nếu lần trước có thể sống đi ra, lần này khẳng định cũng không có sự tình, trở về ta lại lấy cho ngươi một chút mệnh chọc chi khí luyện hóa thử xem. Hề lão nhắc nhở nói. Được. Tiêu Phàm gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, lại phát hiện chân trời đã nổi lên bạch sắc, trong miệng chậm chạp nói, vạn thánh dược điển, rốt cuộc sắp bắt đầu. Hề lão vốn chuẩn bị rời đi nhưng mà bởi vì vấn đề phong ấn chi địa Sở gia, hắn đành phải tiếp tục đợi ở cổ thành Sở gia. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong phòng điều tức nửa ngày, đem trạng thái thân thể điều tiết đến tốt nhất. Lúc này cửa ra vào rốt cục có một đạo thanh âm vang lên. Kiếm sư huynh, người Sở gia tới, vạn thánh dược điển mở rồi. Thanh âm Vân Tranh có chút kích động, tựa như hắn hận không thể lập tức tiến về vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm mở hai mắt, bình tĩnh tâm thần, đi ra cửa phòng. Ngoại giới, đám người rộn rộn ràng ràng,
luyện dược sư cửu vực sớm đã tề tựu, Tiêu Phàm xem như đến chậm. Ánh mắt tu sĩ cửu vực nhìn về phía Tiêu Phàm vẫn tràn ngập kiêng kỵ, một màn đêm qua y nguyên in vào trong đầu phần lớn người, cho dù vạn thánh dược điển kích động cũng vung đi không được. Người dự thi đi theo ta. Lúc này, một đạo thanh âm hơi có vẻ đạm mạc vang lên, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, người nói chuyện lại còn là một người quen, chính là tam trưởng lão mới vừa xào xáo không lâu. Đám người trùng trùng điệp điệp đi theo tam trưởng lão đạp không mà lên, luyện dược sư cửu vực tham gia vạn thánh dược điển nhiều đến hơn 1.000 người, những người này đều là thiên tài luyện dược cao cấp nhất của cửu vực. Sau một lát, quảng trường cuồn cuộn tiến vào tầm mắt tất cả mọi người, người trên quảng trường dương đầu ra, lít nha lít nhít, lúc luyện dược sư cửu vực đến, không ít người quăng tới ánh mắt khinh thường. Những người này đều là thiên tài luyện dược cổ thành sở ra, bọn hắn cao ngạo, căn bản là chướng mắt luyện dược sư cửu vực. Trong con mắt của bọn họ, luyện dược sư cửu vực tham gia vạn thánh dược điển cũng liền sung làm vật làm nền cho bọn hắn mà thôi, căn bản không có ý nghĩa khác. Luyện dược sư cửu vực tự nhiên cũng cảm thụ đến ánh mắt khinh thường luyện dược sư cổ thành sở ra, phần lớn người nguyên bản thần sắc kích động lập tức khẩn trương lên. Bất quá, cũng không ít người thần sắc vẫn lạnh nhạt, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lãng Trần liền là một người trong đó. Bọn hắn thân làm thiên tài luyện dược cổ tộc, mặc dù gia tộc bọn họ tại luyện dược không bằng sở gia, nhưng bọn hắn thân làm thiên tài luyện dược đại gia tộc đỉnh tiêm, tất cả tài nguyên đều chất đống trên người bọn hắn, tự nhiên không thể so với thiên tài sở gia luyện dược kém bao nhiêu. Đương nhiên, còn có một người từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, thần sắc không hề bận tâm, người này dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Dưới sự hướng dẫn tam trưởng lão sở ra, đám người nhao nhao rơi vào trên đất trống quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, tu sĩ cổ thành sở ra tham gia vạn thánh dược điển vậy mà cũng đạt đến 1.000 người. Một tòa cổ thành liền so với tu sĩ cửu vực, có thể thấy tạo nghệ sở ra trên đường luyện dược. Vừa mới rơi xuống trên quảng trường, Tiêu Phàm liền cảm thụ đến một cỗ địch ý cường đại. Cỗ địch ý tự nhiên đến từ Sở Vân Phi. Bất quá thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Vân Phi một cái. Biểu đệ. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên bên tai Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Sở Vân Bắc đang đứng cách hắn 10 trượng trở lại. Tin tức ta muốn, ngươi tìm hiểu chưa? Thanh âm Tiêu Phàm trực tiếp vang lên trong đầu Sở Vân Bắc. Có một chút tin tức, phụ thân ngươi cũng chính là cô phụ. Sở Vân Bắc có chút không có ý tứ, vội ho một tiếng nói, hắn bây giờ bị tù vây ở trong thiên lao sở ra, đúng rồi, còn có gia gia ngươi, bọn hắn nhốt cùng một chỗ. Nói đến đây, Sở Vân Bắc ngừng lại, hít sâu một cái, thân sắc trầm xuống nói, về phần cô, ta tạm thời không tìm hiểu được tin tức của nàng. Thiên lao sở ra ở đâu? Bọn họ bị giam ở đâu? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Sở Vân Bắc tìm hiểu không ra tin tức Sở Lăng Vi mẫu thân hắn rất bình thường, bởi vì mẹ hắn đã tiến vào phong ấn chi địa, việc này đoán chừng cũng chỉ Sở Lăng Tiêu biết được. Tiêu Phàm sẽ đi một chuyến đến phong ấn chi địa sở ra, việc cấp bách chính là phải cứu phụ thân và gia gia hắn ra. Thời gian quá cấp bách, ta chỉ tra được một chút tin tức của bọn hắn, lại cho ta mấy ngày, sẽ có tin tức xác thật. Sở Vân Bắc có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Được. Tiêu Phàm gật đầu nói, dựa theo kinh nghiệm thường ngày, vạn thánh dược điển chia làm mấy vòng, ở giữa có đủ khe hở thời gian, đến thời điểm đó cứu phụ thân và gia gia hắn hẳn là đủ rồi. Đến giờ, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy một lão giả bẩn thỉu xuất hiện ở không trung quảng trường. Chỉ một thoáng, trên quảng trường trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, ánh mắt đám người tất cả đều rơi vào trên người lão giả. Trong mắt rất nhiều người càng là lộ ra vẻ sùng bái. Lão giả bẩn thỉu dơ bẩn cũng không phải là người khác, mà là đại trưởng lão sở gia, các chủ thần dược các. 10 năm một lần, vạn thánh dược điển rốt cuộc mở ra, hy vọng mọi người có thành tích không tồi, một đường luyện dược hành tẩu càng xa, hiện tại ta tuyên bố vạn thánh dược điển chính thức bắt đầu. Ngữ khí đại trưởng lão thập phần bình thản. Nói xong câu đó, hắn liền hướng lấy nơi xa bay đi. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, người tuyên bố liền kết thúc. Cảm tạ đại trưởng lão bận bịu dành ra thời gian quý giá. Lại một lão giả hắc bào nhảy ra, đám người lúc này mới minh bạch, hóa ra đại trưởng lão chỉ là đi ra nổi bọt. Lão hủ phó các chủ thần dược các, Sở Thanh Nguyên,
vạn thánh dược điển này từ giờ do lão hủ chủ trì. Trên mặt lão giả áo xám lộ ra nụ cười, có thể chủ trì vạn thánh dược điển hiển nhiên cũng là một loại vinh dự. Trái lại tam trưởng lão nơi xa lại là một mặt khó chịu, dựa theo thân phận cùng địa vị, người chủ trì hẳn là nàng mới đúng, đáng tiếc đại trưởng lão cuối cùng lại lựa chọn Sở Thanh Nguyên. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ nhất vạn thánh dược điển mở ra, cung thỉnh vạn thánh dược các. Sở Thanh Nguyên đột nhiên đề cao thanh âm, hướng về hư không vái một cái thật sâu. Cung thỉnh vạn thánh dược các, cùng lúc đó, tất cả mọi người cổ thành Sở gia cũng đều cúi thấp đầu quát lớn, trong mắt đều là vẻ thành kính, dù là tam trưởng lão cũng như thế. Thậm chí thủ vệ nơi xa, tu sĩ vây xem, tất cả đều cúi thấp đầu, tất cả mọi người cổ thành Sở gia không có một người ngẩng đầu lên. Tu sĩ cửu vực thấy thế nào còn dám ngẩng đầu, trừ phi là không muốn sống. Lăng Ngạo, Mộ Dung Lãng Trần, Hoàng Phủ Tinh Vũ mấy người cũng vội vàng cúi đầu, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy thân thể bọn hắn hơi hơi rung động. Tiêu Phàm cau mày một cái, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu, bất quá dư quang vẫn có thể nhìn thấy tất cả phía trên không trung. Chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ ra một đạo không gian liệt phùng to lớn, một mảnh ngọc sắc quang mang từ hư không liệt phùng lan tràn ra, quang mang nhu hòa chiếu nghiêng xuống, đem cả mảnh trời chiếu sáng vô cùng. Lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy một tòa lầu các to lớn, cả tòa lầu các do một loại bạch ngọc chế tạo kỳ lạ, toàn thân trong suốt thấu triệt, đường vân lạc ấn đầy trời trên đó, cho người ta một loại cảm giác thánh khiết siêu nhiên. Cả tòa lầu các chỉ có tầng 3 nhưng lại nguy nga hùng hồn, cổ phác nhiếp tâm làm cho người ta có chút không thở nổi. Từng đạo âm luật huyền diệu từ trong bạch ngọc lâu các truyền đến, làm cho người ta toàn thân thư thái, tựa như lỗ chân lông toàn thân đều trong nháy mắt thư giãn, thần thanh khí sảng. Xuyên thấu qua quang mang nhu hòa, Tiêu Phàm còn chứng kiến vô số hư ảnh, nhìn kỹ, những bóng mờ kia lại là bóng người, còn lưu lại một ít tinh khí thần đặc thù. Vạn thánh dược điển, vạn thánh dược các, chẳng lẽ những bóng mờ kia đã thực sự là dược thánh? Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn lầu các bạch sắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.